cô gái này vừa mới ly hôn vui banh nóc, nhưng cô không biết rằng, người chồng ngốc nghếch mà cô hay khinh thường, thực ra có thân phận choáng ngợp, xe hơi biệt thự đều lén lút mua, đến hợp đồng trăm tỷ cô ký, cũng là do anh sắp xếp, mà người phụ nữ kiêu ngạo, cảm thấy người đàn ông làm lỡ sự nghiệp của cô, ép anh phải ký vào thỏa thuận ly hôn, còn người vợ ác độc cũng không ngờ rằng, thân phận thật sự của chồng cao quý đến nhường nào. Tiếp theo có kịch hay để xem. Hạ Song Nhi, truyền lệnh cho tôi, triệu tập 80.000 võ sư. Ha 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 ha. Ai ya, ngại quá đi thôi, tôi không nên cười, nhưng thực sự là buồn cười quá. 80.000 võ sư, ha ha ha. Hạ Song Nhi là công chúa của một nước, cũng là con gái của người đứng đầu đất nước, dựa vào cậu còn muốn sai việc cho cô ấy. Trang thiếu, một lát nữa sẽ phải phiền đến anh, tìm bệnh viện tâm thần rồi. Cái tên đó nói cái gì mà quyền thừa kế kết xù là anh ta tặng, sau đó lại nói triệu tập 80.000 võ sư đến đây, còn gọi con gái của chủ tịch đến. Ha ha ha, không được rồi, tôi buồn cười chết mất. Ha 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 ha, tiểu tử, mày mạo phạm là người thừa kế gia sản kết xù thì cũng bỏ qua đi, giờ lại dám ở trước mặt Đông Phương đại hiếu nói triệu tập 80.000 võ sư, sao có thể, mày nghĩ mày là ai? Lẽ nào mày thật sự nghĩ rằng mình là nhân vật có tầm ảnh hưởng sao? Ha 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 ha, Tiêu Vũ, chúng ta đừng làm lạ nữa. Trong mắt nhà tài phiệt này, chúng ta chính là những con sâu bọ để họ tùy ý trêu đùa. Thẻ này khoảng vài trăm triệu, bố nuôi tiết kiệm được hơn 20 năm nay, con cầm lấy nhanh chạy đi, những chuyện phía sau để bố giải quyết, bố nuôi bố yên tâm, gia tộc Đông Phương gì đó. Con khinh ra mặt, sao anh ta lại dám nói như vậy, triệu tập 80.000 võ sư, lẽ nào anh ta có thân phận khác? Tiêu Vũ, đủ rồi, tôi cầu xin anh, đừng làm Thẩm gia chúng tôi mất mặt nữa. Tôi làm chuyện gì, khiến cô cảm thấy Thẩm gia mất mặt? Quả nhiên mẹ nói không sai, vì anh thấy tôi lấy được quyền thừa kế vài chục tỷ, trong lòng bất bình, vậy nên mới ra ngoài gây chuyện. Được, anh cho tôi con số, tối nay sau khi tôi có được quyền thừa kế gia sản kết xù, tôi sẽ đáp ứng anh, tôi chuyển cho anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, một lát nữa xin lỗi thiếu gia Thanh Thương. Thẩm Hy Nguyệt, cô buồn cười thật đấy, chuyện đến nước này rồi, cô sẽ không cho rằng quyền thừa kế tài sản kết xù sẽ giao lại cho cô sao? Sao vậy, lẽ nào tên phế vật như cậu muốn giúp Hy Nguyệt giành lấy, cũng không soi lại mình trong gương, nhìn mình bần hèn như thế nào? Có xứng không? Được rồi, tôi thay chị tôi đồng ý cho anh 1 tỷ đủ không? Có thể đừng bám lấy chúng tôi nữa được không? Một lát nữa sẽ chuyển tiền cho anh, bây giờ nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi thiếu gia Đông Phương đi, có con rể này chết cũng không tiếc, đừng liên lụy đến chúng tôi nữa. Được, nếu đã như vậy, quyền thừa kế vài chục tỷ này sẽ bị hủy bỏ. Hủy bỏ quyền thừa kế mấy chục tỷ của Thẩm gia cho tôi. Ngoài ra, phong tỏa toàn bộ sản nghiệp của Thẩm gia. Phong tỏa đoạn đường xung quanh đại nhân, 80.000 võ sư, đã đến khách sạn Đằng Long. Đi, đi khách sạn Đằng Long. Phong tỏa toàn bộ sản nghiệp của Thẩm gia. Được rồi đấy, cậu đừng nghĩ đến quyền thừa kế mấy chục tỷ đó nữa. Chuyện này đã chắc chắn 100%, sẽ giao cho Hy Nguyệt nhà chúng tôi rồi. Cậu nói xem đúng không Trang Thiếu? Không sai, tôi thật sự không ngờ rằng, cậu ta còn mặt dày nói, hủy tư cách quyền thừa kế. Nếu như cậu ta thật sự lợi hại như vậy, tại sao còn làm con rể vô dụng, còn lừa gạt mọi người lâu như vậy? Vậy cậu ta có chết cũng không nhắm mắt, thiếu gia Đông Phương cậu cũng nhìn thấy rồi chứ. Người này, não bị úng nước rồi, thật sự không liên quan đến chúng tôi. Nếu có giết thì phải giết cậu ta. Đúng vậy, chẳng phải anh muốn liên hôn với chị tôi sao? Như vậy chúng ta vẫn là thông gia. Thiếu gia Đông Phương, giới thiệu với anh, vị này là Trang Thiếu, quyền thừa kế của Hy Nguyệt nhà chúng ta, cũng là do anh ấy lấy được, như vậy đi. Ai ya, chỉ cần hầu hạ bổn thiếu gia vui vẻ là được, ngược lại tôi có thể cho em thêm vài võ sĩ, bảo đảm quyền thừa kế của em, đến lúc đó tiền hay quyền chẳng phải đều có cả sao? Hy Nguyệt, còn không mau cảm ơn thiếu gia Đông Phương đi. À đúng rồi, còn mày, chẳng phải mày không quen nhìn người khác ức hiếp cha nuôi của mình sao? Như vậy đi, mày và bố nuôi của mày tự tát nhau 100 cái, nếu có hứng thì tôi sẽ tha cho mấy người một mạng. Thế nào, cái ông già này có nghe thấy thiếu gia Đông Phương nói không? Nhanh chóng quỳ xuống tát vào mặt nhau đi. Mày dám đánh tao? Tiêu Vũ, đủ rồi đấy, hết lần này đến lần khác đánh mẹ tôi, anh có còn tôn trọng tôi nữa không? Được, chẳng phải anh có bản lĩnh sao, còn đòi hủy tư cách quyền thừa kế, lại còn gọi 80.000 võ sư, vậy rốt cuộc anh có còn nể mặt tôi nữa không? Đừng chỉ biết nói miệng. Thẩm Hy Nguyệt, tôi thật sự rất thất vọng về cô, anh mới là người khiến tôi thất vọng, tôi cũng không muốn quản anh nữa. Ừ, như vậy không đúng rồi, tiểu tử, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cùng với cha nuôi của mày, tát vào mặt nhau 100 cái. Mày dám đánh tao, mày nghĩ tao không có bản lĩnh sao? Được, được lắm. Người đâu, mang 200 võ sĩ đang đứng canh ngoài cửa, gọi hết vào đây cho tôi, hôm nay tôi phải giết hết.
Có chuyện gì thế này? Kỳ lạ, lúc này rồi quản lý còn gọi điện tới. Cái gì, hủy bỏ tư cách thừa kế? 80.000 võ sĩ đến rồi. Hạ Song Nhi mang 80.000 võ sĩ đến đây rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Đây chẳng phải là con khốn vừa nãy sao? Lại là công chúa của một nước. Hy Nguyệt, cậu nói cái gì? Bị hủy bỏ quyền thừa kế rồi. Cái gì, không phải chúng ta nhìn nhầm anh rể Tiêu Vũ này đấy chứ? Hy Nguyệt, con đang đùa với mẹ đúng không? Chuyện này không phải, chắc chắn 100% đúng chứ? Thật sự là cậu ta hủy bỏ rồi. Xin chào, tôi là anh Tiêu Vũ. Mọi người đã đem 80.000 võ sĩ đến, có phải anh nên lấy em rồi đúng chứ? Đừng làm lạ nữa, hôm nay anh không có tâm trạng đùa với em. Anh nghĩ là em đang đùa với anh sao? Em hỏi lại một lần nữa, anh có lấy em không? Không lấy. Anh tức chết đi được, nhờ em phong tỏa khắp đường phố, qua đây để giúp anh. 80.000 võ sĩ là Tiêu Vũ bảo cô triệu tập đến đây. Cái này, trước đây tôi nợ anh ấy một ân tình, bây giờ trả lại mà thôi. Vậy quyền thừa kế tài sản cũng là anh ấy bảo cô hủy. Em cho anh cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có lấy em hay không? Không lấy. Được, cái đó, quyền thừa kế tôi không hiểu lắm, có thể là do mấy người quá phiền phức. Người phụ trách quyền thừa kế tài sản, anh ta không vui, nên hủy thôi. Anh không lấy em, vậy em cũng không nể mặt anh tự giải quyết đi. Bổn tiểu thư hồi cung đây, con nhà đầu này. Chị, vậy bây giờ phải làm sao? Không còn quyền thừa kế nữa, chúng ta lại quay về làm người bình thường. Chị cũng không biết nữa, cha nuôi con đưa cha về nhà. Về nhà, đều là do ông giúp tên này gây chuyện, nên mới khiến quyền thừa kế bị hủy bỏ. Ông còn muốn về nhà sao? Sự việc đến nước này rồi, mấy người không ý thức được quyền thừa kế là ai cho các người sao? Sao vậy? Đến Hạ Song Nhi còn không biết, một kẻ như cô lẽ nào biết sao? Cô, mấy người rất giống nhau, đều là những kẻ ngu xuẩn hết thuốc chữa. Tiêu tiên sinh, quyền thừa kế, thà cho tôi còn hơn là đám ngu xuẩn này. Anh nói xem đúng không? Tiêu Vũ, quyền thừa kế gia sản, lẽ nào thật sự là anh đưa ra sao? Không sai là tôi đưa ra. Tôi thật sự không hiểu, mày còn mặt mũi nói được câu này, đều tại mày gây chuyện, hại chúng tôi mất quyền thừa kế. Vợ à, quyền thừa kế bị hủy bỏ, mấy người trách tôi là được rồi, không liên quan đến Tiêu Vũ, cha nuôi, cái tên già khốn kiếp này, chỉ trách ông vô dụng. Đây là nỗ lực 3 năm nay của Hy Nguyệt nhà chúng tôi, khó khăn lắm mới giành lấy được quyền thừa kế. Ông nói xem, đến Thẩm gia nhà chúng tôi làm con rể bù nhìn 20 năm, không cống hiến được cái gì. Đây là cơ hội đổi đời duy nhất của Thẩm gia chúng tôi, bây giờ bị ông hại cho tay trắng rồi. Ông đúng là đồ vô dụng. Tôi, bố, ngày mai con còn muốn dẫn nữ thần đến xem biệt thự. Bố nói xem, tôi cho mấy người hay, quyền thừa kế bị hủy bỏ rồi, vẫn chưa ý thức được lỗi lầm của mình sao? Bố nuôi bố không cần xin lỗi, bố không sai, bố ở Thẩm gia, ở rể suốt 20 mấy năm, đều có công lao, muốn xin lỗi cũng phải là họ mới đúng. Mày còn dám nói chuyện? Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Đúng như ý nguyện của anh, quyền thừa kế mất rồi, tôi không muốn tính toán với anh nữa. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Thẩm Hy Nguyệt, bộ dạng này của cô thật sự khiến tôi cảm giác xa lạ. Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Quyền thừa kế gia sản là tôi và Trang Thiếu tốn công tốn sức mới có được, anh gây chuyện khiến tôi mất tất cả. Tôi không những không trách anh còn quay qua trách tôi. Nếu như anh thật sự có bản lĩnh, vậy anh khôi phục lại quyền đi. Đều trách cái tên này mang cậu ta đến, mấy ngày nữa tôi không muốn nhìn thấy ông, ngủ ở chuồng chó đi. Chuyện đã như vậy rồi, cô còn nghĩ quyền thừa kế chục tỷ là Trang Thiếu cho cô sao? Cô buồn cười quá rồi đấy. Tôi nực cười sao? Quyền thừa kế vài chục tỷ này tôi có đủ năng lực để hủy bỏ, đương nhiên cũng có thể khôi phục, nhưng sẽ không giao lại cho cô. Còn cả bà, kể từ hôm nay bà không có tư cách khinh thường cha nuôi của tôi. Khôi phục lại quyền thừa kế cho tôi, quyền thừa kế đổi thành cha nuôi của tôi. Ha 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 ha, thật là buồn cười. Hy Nguyệt, đây là cái loại người con không thể chịu được nên ly hôn. Bây giờ hắn ta giống như một tên thần kinh, Hy Nguyệt đều tại anh ta, nếu không cô đã sớm trở thành nữ vương danh giá triệu đô, có quyền thừa kế vài chục tỷ rồi, đâu phải ở đây chịu ấm ức như vậy. Đúng đấy, đúng rồi Trang Thiếu, quyền thừa kế này là anh giành lấy, vậy chắc hẳn anh và người phụ trách quen nhau. Đó là chuyện đương nhiên. Vậy anh nghĩ quyền thừa kế này có thể khôi phục lại không? Cái này, Trang Thiếu, nếu như anh giúp tôi khôi phục quyền thừa kế, tôi nợ anh một ân tình. Quyền thừa kế này là của gia tộc lớn nhất ban tặng, mình làm gì có đủ trình độ đi nói chuyện với người ta. Có điều, nếu như lúc này đồng ý Thẩm Hy Nguyệt, mình có thể tùy tiện chơi đùa. Để tôi thử đi, nhưng mọi người đừng ôm quá nhiều hy vọng. Tiêu Vũ, bây giờ anh nghĩ tôi và Trang Thiếu không rõ ràng với nhau đúng chứ? Mỗi lần gặp khó khăn, anh ấy là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ, anh lại dùng tư tưởng bẩn thỉu của mình nghĩ người ta như vậy. Sao nào, anh ta chỉ bốc phét như thế mà cô cũng tin? Tôi làm bao nhiêu việc, cô cũng không thèm nhìn lấy một lần đúng không? Ha ha, đừng làm trò cười nữa được không? Anh thì làm được cái gì? Lần nào xảy ra vấn đề, không phải Thiếu gia Trang Thiếu ra mặt giải quyết sao? Tên phế vật như anh, ngoại trừ gây chuyện ra, anh còn biết làm cái gì nữa? Em gái em quên rồi sao? Bản lĩnh của tên này là chém gió. Tiêu Vũ, trước đó anh gọi 80.000 võ sĩ đến,
nhưng đó chỉ là người ta nợ ân tình anh mà thôi. Bây giờ ngoại trừ phát điên ra, thì anh còn làm được cái gì? Cái gì? Anh đã khôi phục quyền thừa kế rồi. Nhìn thấy rồi chứ, vẫn là nhờ Trang thiếu của chúng ta. Đợi đã, anh nói gì cơ? Quyền thừa kế phải đổi tên là người khác. Sao có thể như vậy? Chị mau hỏi giao cho ai đi. Giao cho, ba, cái gì? Tiêu Vũ, cái này, ba. Ba xứng đáng với quyền thừa kế nghìn tỷ này. Từ hôm nay trở đi, không ai có tư cách coi thường ba nữa. Trang thiếu, rốt cuộc chuyện quyền thừa kế nghìn tỷ là như thế nào? Vốn dĩ tôi muốn giao thẳng cho Hy Nguyệt, nhưng là người phụ trách trước đây, nói đã nói rồi, không thể thu hồi được. Nhưng mà, muốn giao cũng phải giao cho mẹ chứ. Sao có thể giao cho con rể? Đúng thế, còn không? Cũng phải giao cho tôi chứ. Trang Tất, việc đến nước này tôi xem cậu nói dối kiểu gì nữa. Lời tôi nói đều là sự thật, dối trá gì ở đây? Người phụ trách, thấy chú Lý, phẩm chất đoan chính, cộng thêm tên phế vật anh, làm loạn ở đây, đều do chú Lý gánh vác xử lý. Cho nên, người phụ trách, quyết định, giao quyền thừa kế nghìn tỷ này, cho chú Lý. Trang Tất, diễn cũng diễn vừa thôi, ngoan ngoãn nói ra sự thật. Không tốt à? Tên phế vật anh, có thể đừng làm cho cười nữa không? Nếu không phải Trang thiếu người ta giúp đỡ, lẽ nào là anh chắc? Việc đến nước này, các người vẫn nghĩ Trang Tất khôi phục quyền thừa kế cho các người. Chẳng thế thì sao? Trang thiếu người ta là đại lão giàu có, một tên phế vật ở rể như anh, ai có thể khôi phục quyền thừa kế? Không cần nghĩ cũng biết, các người, Tiêu Vũ, rốt cuộc anh có bao nhiêu thành kiến với Trang thiếu? Cô, đúng là không cứu nổi anh. Ai ra Trang thiếu, anh đừng tức giận, Hy Nguyện đã dạy dỗ hắn. Yên tâm đi, bổn thiếu không phải loại người hẹp hòi. Đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện này. Trang thiếu rộng lượng. Trang thiếu, sau này trước mặt bạn học, tôi nhất định sẽ khen ngợi anh nhiều hơn. Tình cảm 3 năm, không bằng một câu nói của người ngoài, đúng. Cô nói đúng. Tất cả đều do Trang Tất thực hiện, đều là hắn đưa cho cô. Tôi nói như vậy, cô hài lòng rồi chứ, lẽ nào không phải ư? Giờ anh còn cảm thấy ấm ức. Tôi không còn lời nào để nói. Ba nuôi chúng ta đi. Gia đình này không xứng để chúng ta ở lại. Đứng lại, thấy cha nuôi có quyền thừa kế, cậu đòi đưa ông ấy đi, để chiếm đoạt nó. Đúng không, cút đi. Giờ tôi, không muốn phí lời với đám người vô ơn. Cậu to gan lắm, phế vật, tôi nói cho ông biết. Ông có thể rời đi, nhưng buộc phải ký tên, chuyển nhượng quyền thừa kế cho thẩm gia chúng tôi. Vợ à, tôi, ông còn biết gọi tôi là vợ. Ông nhìn đi, ông đến thẩm gia nhà chúng tôi ăn trắng mặc trơn 20 năm. Giờ quyền thừa kế tài sản, chỉ tạm thời nằm dưới tên ông. Lẽ nào, ông còn muốn giao cho người ngoài ư? Đúng thế ba, tuy mẹ nói năng khó nghe, nhưng ba biết, giờ con và chị cần quyền thừa kế nghìn tỷ này. Nếu ba bị tên phế vật kia lừa đảo, thì bọn con phải làm thế nào? Cái này, thẩm gia các người thật sự vô liêm sỉ đến mức này ư? Tên tiểu tử đó, quen biết Hạ Song Nhi, thiếu gia điều tra được tin tức rồi. Nói, thân phận thật sự của Tiêu Vũ là, từng là thiếu gia nhà họ Tiêu, gia tộc hàng đầu. Có người đến báo nói, Hạ Song Nhi giúp Tiêu Vũ chỉ để trả ân tình. Hóa ra là vậy, nếu Hạ Song Nhi đã trả ân tình, thì cùng bổn thiếu quay về. Thẩm gia các người thật sự vô liêm sỉ đến mức này ư? Đúng là mặt dày, kẻ ác còn lên mặt. Đủ rồi đấy, rõ ràng anh thấy ba tôi giành được quyền thừa kế, muốn lừa ông ấy bỏ nhà ra đi, sau đó độc chiếm quyền thừa kế, còn mặt mũi nói bọn tôi vô liêm sỉ. Đừng tưởng chúng tôi không biết, mưu đồ đó của anh đúng là tên phế vật thích ra vẻ. Hả, không phải Trang thiếu, tôi nói hắn, anh là đại ân nhân của chúng tôi. Hứ tiểu tử, chúng ta cùng là đàn ông, ly hôn khiến anh rất xấu mặt. Anh muốn báo thù Hy Nguyệt, nhưng mà Hy Nguyệt là người mà anh không nắm bắt được. Nhân lúc còn chút mặt mũi thì mau cút đi. Đúng thế, Trang thiếu đại nhân chúng tôi đại lượng, không so đo với anh. Anh mau cút đi, còn không cút anh ấy sẽ gọi người đánh gãy chân anh. Vậy cô để hắn gọi đi. Ấy, tiểu tử chán sống rồi à, người đâu? Ấy, đừng, Hy Nguyệt, ba đồng ý, nhường quyền thừa kế cho con. Thật ạ, ba nuôi, sao hả, còn muốn lừa ba tôi? Đừng tưởng ba tôi thật thà thì dễ lừa. Hy Nguyệt, vừa nãy, anh soạn thảo một hợp đồng, ký tên chuyển nhượng là được. Trang thiếu, cảm ơn anh, phiền anh nhiều chuyện như vậy. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Quyền thừa kế nghìn tỷ là do gia tộc hàng đầu đế đô giao cho, nghe thấy chưa, gia tộc hàng đầu đế đô, anh biết nó có ý nghĩa gì không hả? Còn dám mạo nhận, ba ký tên vào đây là được. Ấy, anh, hợp đồng nghìn tỷ này là tôi đưa, nhà họ Thẩm các người dựa vào cái gì mà đòi nó? Tiêu Vũ, Tiêu Vũ, anh năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện của tôi, rốt cuộc anh có ý gì hả?
còn dám đánh tôi. Hi Nguyệt cô nhìn thấy rồi chứ, cô ly hôn với anh ta là đúng. Cô xem, anh ta dám đánh mẹ cô, sau này ắt sẽ bạo hành cô. Anh đánh tôi, tên phế vật, anh có tư cách gì đánh Mị Mị? Anh, tôi cảnh cáo các người. Từ nay trở đi, đừng động đến tôi. Tiêu Vũ, đó là hợp đồng chuyển nhượng của gia tộc hàng đầu đế đô, anh dựa vào cái gì mà xé nó? Tôi, chính là đại thiếu Tiêu gia. Gia tộc hàng đầu đế đô. Cái gì? Bác Tiêu, cháu về rồi, triệu tập tất cả lãnh đạo Tiêu gia, đến khách sạn Đằng Long. Đại nhân, số điện thoại không liên lạc nhiều năm đã xuất hiện. Cái gì? Lập tức chuẩn bị, nhất định là thiếu gia quay về. Dự án 1 tỷ, cũng xứng tìm tôi đàm phán. Cút. Lão đại kêu rồi. Cái gì kêu rồi? Là điện thoại của thiếu gia, anh ấy gọi điện đến. Được, gọi người nghênh đón thiếu gia. Ai ra, Tiêu thần y, ông đúng là diệu thủ hồi xuân. Lưng tôi, bệnh viện lớn không chữa khỏi, chỉ một trưởng của ông đã khỏi. Tây y, sao có thể sánh bằng trung y chứ? Đúng vậy. Sư phụ, số điện thoại của đại nhân kêu rồi. Là thiếu gia ư? Vâng, mau nói với tôi, địa chỉ cụ thể ở đâu? Tôi, chính là đại thiếu Tiêu gia, gia tộc hàng đầu đế đô. Chết cười tôi mất, tôi hiểu rồi, anh muốn lấy lòng chúng tôi, nên cố tình làm trò hề ở đây đúng không? Đúng là cái gì cũng dám nói. Đầu tiên là hủy quyền thừa kế 1000 tỷ, giờ lại xưng là đại thiếu Tiêu gia, gia tộc hàng đầu đế đô. Sao cậu không nói, mình là vô thượng chí tôn đệ nhất thiên hạ, hoàng áp đương thế hả? Trang thiếu, anh bảo chúng ta có nên để ý đến hắn hay không? Tôi đề nghị tuyệt đối đừng quan tâm đến hắn ta, lại người như hắn, cô càng để ý, hắn càng có cảm giác tồn tại. Nhìn đi, còn nói mình là thiếu gia gia tộc hàng đầu đế đô. Tiêu Vũ, anh đừng làm trò cười nữa. Nếu theo lời anh nói, anh là đại thiếu gia đế đô, thì hợp đồng này, lẽ nào là anh đưa cho tôi? Không sai, đủ rồi. Tiêu Vũ, một câu nói của anh, phủ định nỗ lực nhiều năm của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn đánh anh lại ép tôi, nói lời thật lòng đúng không? Cô muốn nói gì? Được vậy tôi nói cho anh nghe. Trong lòng tôi, anh là kẻ phế vật vô dụng, sống lay lắt qua ngày đợi chết. Nghe rõ rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Thẩm Hy Nguyệt, hóa ra trong lòng cô, tôi là người như vậy, cô làm gì thế? Cái tát này, tôi đánh giúp anh ấy, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dựa vào sự ngu ngốc cố chấp của cô, tha tin một gã bốc phét, cô cũng không tin người vĩnh viễn yêu mình. Này mỹ nữ, cô dựa vào cái gì mà so sánh hắn với tôi? Đúng thế, không biết tổng tài như cô, trong đầu đang nghĩ cái quái gì? Thay vì đứng ra nói đỡ cho tên phế vật này, chỉ bằng lấy lòng chúng tôi, một lũ ngu ngốc. Cô, các vị, từ khi gã đàn ông này đến đại hội thừa kế, anh ta không ngừng gây sự, giờ còn mạo danh đại thiếu gia, gia tộc hàng đầu đế đô. Các vị nói, chúng ta có nên đuổi anh ta ra ngoài không? Mimi, được rồi, Hi Nguyệt, đừng nói đỡ cho hắn nữa. Đúng thế, một kẻ dám xé hợp đồng 1000 tỷ, đúng là gan to bằng trời. Trang thiếu, mau bảo người của anh đuổi hắn ra ngoài đi, chướng mắt quá. Các ông chủ, thấy thế nào? Còn phải hỏi à? Đương nhiên là ném ra ngoài, một tên ở rể thân phận ti tiện mà thôi, vốn dĩ không nên xuất hiện ở những nơi như thế này. Quá chướng mắt, ném hắn ra ngoài, cút ra ngoài. Cút ra ngoài, ấy. Các vị, nếu mọi người đã quyết định, thì tôi sẽ nghe theo ý kiến của mọi người. Người đâu, đánh gãy chân hắn cho tao, sau đó ném ra ngoài. Là kẻ nào, dám động tới đại thiếu gia nhà họ Tiêu đế đô? Kẻ nào, dám động tới đại thiếu gia Tiêu gia đế đô? Kẻ nào, dám động tới đại thiếu gia Tiêu gia đế đô? Họ là, hoàng đế ngầm, thần y thiên hải, tỷ phú Tiêu tổng, sao họ lại tới đây? Đợi đã, không phải, tên tiểu tử đó gọi họ đến thật chứ? Chắc chắn là trùng hợp, cung nghênh đại thiếu gia trở về. Đứng dậy đi, gia tộc hàng đầu, đế đô, mang họ gì, hình như họ Tiêu. Tiêu đời rồi. Anh là, đại thiếu gia Tiêu gia đế đô thật ư? Ngu ngốc, giờ cô biết, mình đánh mất, nhân vật tầm cỡ đến mức nào chưa? Không thể nào. Cha nuôi, từ hôm nay trở đi, ba không cần hạ mình với họ nữa. Tiểu Vũ, trước đây là mẹ nhìn nhầm, có mắt không tròng, có tuổi nên như vậy. Mẹ, anh rể em sai rồi. Những lời khó nghe em từng nói với anh, em xin lỗi, em. Các người không thấy, bản thân như vậy rất nực cười à? Đúng là rất nực cười. Mẹ sai rồi, ai ra, mẹ, được rồi, dù gì cũng đã ly hôn, bỏ đi, ấy Tiểu Vũ, còn chuyện gì sao? Hai con vẫn chưa ra ủy ban, coi như chưa chính thức ly hôn. Bà muốn nói gì? Giờ thân phận con cao quý như vậy, là thiếu gia gia tộc hàng đầu đế đô, con có thể giúp đỡ em vợ không? Cho thằng bé công ty trị giá 10 tỷ, rất đơn giản nhỉ. Trước khi tôi chưa bại lộ thân phận, các người giễu cợt tôi, sau khi biết thân phận của tôi, các người lại nói lời ngon ngọt, còn nhờ tôi giúp đỡ.
các người không thấy bản thân mình như vậy, thật sự rất nực cười ư? Con và Hy Nguyệt vẫn chưa chính thức ly hôn, bất luận thế nào, mẹ vẫn là mẹ con, giờ con thành đạt, giúp đỡ Thẩm gia, không phải chuyện dĩ nhiên à? Các người, không tự thấy bản thân, vô liêm sỉ à, trước đây vừa đánh vừa mắng anh Tiêu, giờ lại ép anh ấy phải đạo hiếu. Tuy tôi không giành được quyền thừa kế nghìn tỷ, nhưng hành vi của các người khiến tôi thấy ghê tởm. Liên quan gì đến cô? Cô muốn nói đến quyền thừa kế ư? Cô xứng chắc? Mẹ, xin lỗi cô, tôi thay mẹ mình xin lỗi cô. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của nữ vương nghìn tỷ. Tiêu Vũ, là trước đây em hiểu lầm anh. Ai dô, Thẩm tổng, cô nói gì thế? Sao cô không nghĩ rằng những người này là diễn viên mà tôi gọi đến chứ? Tiêu Vũ, tôi biết anh rất tức giận, nhưng Hy Nguyệt đã xin lỗi anh hà tất phải nói khái thế? Cô, anh Tiêu, tôi thay anh đánh cô ta, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Một con chó hám tiền, tôi thích đánh thì đánh, không cần lý do. Lâu rồi không gặp, vợ chưa cưới của tôi đã trở nên bá đạo như vậy rồi. Các vị, tuyệt đối đừng để tên tiểu tử này lừa gạt, Tiêu gia đế đô, 3 năm trước, đã diệt môn. Cái gì? Thiếu gia Đông Phương, anh có ý gì? Lẽ nào, gia tộc đứng đầu đế đô, không phải Tiêu gia, thành phố nhỏ như các người đây, không biết tin gì cũng là chuyện bình thường. 3 năm trước, 1039 người Tiêu gia, đã bị tiêu diệt. Các người nhìn đi, họ tên bên trên. Quen thuộc không? Các người đừng tưởng giờ họ rất ngời ngời, nhưng thực tế sống rất thê thảm. Đại thiếu gia Tiêu gia trở thành trai ở rể, đúng là quá mất mặt. Tôi nói mà, bảo cậu ta giúp đỡ em vợ, cậu ta do dự không quyết, hóa ra chỉ là hổ giấy. Vậy thì những lời trước đây anh ta nói toàn bốc phét. Mị mị, nếu anh ta là thiếu gia Tiêu gia đế đô thật, cho dù diệt môn, chắc vẫn còn tích lũy, chưa chắc đã gì chứ, giờ anh muốn nói đỡ cho anh ta, phải không? Không, không, nếu em ghét anh ta thật, thì anh chắc chắn sẽ đứng về phía em. Tiểu tử cậu nói không sai, Tiêu gia dù gì, cũng từng là gia tộc hàng đầu đế đô, lạc đà chết cũng to hơn ngựa, vẫn còn thực lực. Tiểu Vũ, vừa nãy mẹ chỉ nhất thời hồ đồ, con đừng để bụng, con yên tâm, mẹ sẽ không để hai con ly hôn. Tiêu Vũ, quyền thừa kế nghìn tỷ đó, thật sự là anh tác động ư? Trang thiếu, lẽ nào trước đây, đúng là anh mạo danh công lao, tôi. Một đám phế vật. Nói gia đình hắn có thực lực, chứ tôi không nói hắn tác động nổi đến quyền thừa kế nghìn tỷ, có biết Tiêu gia bị diệt môn như thế nào không? Là tài sản Tiêu gia quá lớn, bị các gia tộc khác tranh giành. Cậu, tôi không nhận nhầm, lẽ nào cậu có danh sách ấy? Trong số chủ mưu diệt môn Tiêu gia tôi có Đông Phương gia các người. Cái gì? Bác Tiêu, bác nói gì? Tiêu gia chúng ta bị diệt môn, Đông Phương gia là một trong số chủ mưu, từng là đại thiếu gia Tiêu gia. Sao Tiêu gia bị diệt môn kiểu gì cũng không biết hả? Đúng là đáng thương. Đại thiếu gia, kẻ địch quá mạnh, chúng tôi lo cậu tức giận đi báo thù, cho nên luôn giấu giếm cậu. Bác Tiêu, thiếu gia, thảm án diệt môn của Tiêu gia chúng tôi vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Nếu hôm nay Đông Phương Thanh Thương đã đến đây, chúng tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng mời thiếu gia và bác Tiêu rời khỏi thành phố Thiên Hải trước, tránh để Đông Phương gia báo thù. Mấy lão già chúng tôi đồng quy vô tận với hắn, không đáng gì. Nhưng thiếu gia cậu là hy vọng của Tiêu gia. Thiếu gia, tương lai của Tiêu gia phụ thuộc vào cậu. Các ông, một lũ kiến nhỏ nhoi, cũng dám vọng tưởng động tới cây đại thụ. Bác Tiêu, lát nữa ông đưa thiếu gia rời đi trước, đám người Tiêu gia này đúng là điên rồi. Tiêu gia bị diệt, Đông Phương gia là gia tộc hàng đầu, các người cũng dám động tới. Có Đông Phương gia ở đây, Tiêu Vũ và Tiêu gia của hắn chắc chắn sẽ toi đời. Chúng ta tránh xa ra thì hơn. Đúng, 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 con đã ly hôn với Tiêu Vũ, đừng liên quan gì tới hắn nữa. Đi chết đi. Có lão phu ở đây, ta xem ai dám động tới thiếu gia Đông Phương. Có lão phu ở đây,
ta xem ai dám động tới thiếu gia Đông Phương, là tông sư võ đạo của Đông Phương gia, nhìn dáng vẻ hình như đã đạt đến cảnh giới viên mãn tông sư võ đạo. Ba người chúng ta, sợ không địch nổi. Hôm nay Thiên Vương đến, ta cũng phải giết Đông Phương Thanh Thương, báo thù cho gia chủ. Các người, giống hệt người nhà Tiêu gia trước đây. À, kết cục cũng không khác gì, chết như nhau. Người cũng tham gia diệt môn Tiêu gia, đúng vậy. Hôm nay ta sẽ giết toàn bộ đám nghiệt chủng Tiêu gia còn lại. Vương lão, đừng hạ thủ lưu tình, ra tay. Hy Nguyệt, hắn ta không còn chỗ dựa nữa, con đừng nói đỡ cho hắn. Thiếu gia Đông Phương không hổ danh là thiếu gia gia tộc hàng đầu đế đô, đám nghiệt chủng Tiêu gia này có bạt mạng đến mức nào cũng không thể động tới một sợi lông của anh. Đúng, đúng vậy, thiếu gia Đông Phương, trước đây anh nói muốn liên hôn với chị tôi giơ chân giơ tay đồng ý, cậu còn không mau quỳ gối xin lỗi. Thiếu gia Đông Phương, chúng diệt Tiêu gia tôi, các người còn bắt tôi xin lỗi, đúng là nực cười. Tiêu Vũ, tông sư võ đạo của Tiêu gia các anh đều thất bại, anh còn muốn làm gì? Đừng làm loạn nữa, em sẽ cầu xin cho anh mau đi đi, nghe thấy chưa hả? Không cần thẩm tổng ở đây giả vờ quan tâm tôi, anh cậu tự đâm đầu vào chỗ chết. Có những người vì chút sĩ diện dởm đúng là không gì không dám làm, đợi lát nữa anh bị đánh chết, thiếu gia Đông Phương sẽ thành anh rể của tôi. Nói thật với cậu, trước khi cha mẹ cậu qua đời, ai ra quỳ xuống cầu xin chúng tôi đừng giết cậu, đúng là thê thảm. Đông Phương Thanh Thương, lão phu là viên mãn tông sư võ đạo, ở thiên hải ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Tiểu tử, cậu nên... Nói đi, ngươi muốn chết kiểu gì? Sao ngươi làm được? Tông sư võ đạo nhỏ bé, không bằng con kiến trong mắt ta. Nói đi, ngươi muốn chết kiểu gì? Ta nói cho ngươi biết, Đông Phương gia chúng ta là gia tộc hàng đầu thế giới. Ngươi dám hại ta, Tiêu gia các người, cả thành phố Thiên Hải đều phải bồi táng. Ha ha ha. Gia tộc Đông Phương từng cúi mình trước Tiêu gia ta, không ngờ bây giờ lại to gan, hống hách đến vậy. Tiểu tử cậu muốn chết, đừng liên lụy đến bọn tôi, với thế lực của gia tộc Đông Phương, diệt thành phố Thiên Hải của chúng ta chỉ là chuyện chớp mắt, nếu anh để anh ta chết ở đây thì chúng tôi đều phải bồi táng. Các người sợ hắn? Lẽ nào không sợ tôi ư? Ông còn không mau dạy dỗ con nuôi ông, ông muốn cậu ta liên lụy đến chúng tôi thật à? Tiểu Vũ, hay là thôi đi. Ba nuôi yên tâm, cho dù hôm nay con giết Đông Phương Thanh Thương, hắn cũng không dám làm gì con. Bình tĩnh lại đi Tiêu Vũ, giờ anh không còn là đại thiếu Tiêu gia nữa, anh giết Đông Phương Thanh Thương, chọc giận Đông Phương gia, anh chống đỡ nổi không? Cho dù anh không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ đến ba, suy nghĩ cho chúng tôi. Ha ha ha. Đúng, đúng vậy. Cô ta nói không sai, nếu ngươi giết ta, gia tộc Đông Phương sẽ không tha cho ngươi. Những đại gia tộc diệt Tiêu gia cũng sẽ ra tay. Ba nuôi ngươi và đám người sau lưng đều sẽ không có trốn dung thân. Những gia tộc khác, hôm nay ta có thể tha cho ngươi, xem ra tên tiểu tử này biết sợ rồi đấy. Đàn ông là vậy, nghĩ mình có chút lợi hại, không có gia thế thì chẳng là gì sất, coi như anh biết điều. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ngươi có thể triệu tập tất cả nguồn lực của Đông Phương gia, cũng có thể nhờ sự trợ giúp của gia tộc khác, nhưng đến lúc đó ta sẽ đích thân tiêu diệt các người. Ta sẽ đích thân tiêu diệt các người. Mẹ, thiếu gia Đông Phương, chúng tôi không phải người nói câu ấy, là tên tiểu tử không sợ sống chết kia lên tiếng. Đúng, đúng thế, anh sẽ không liên lụy đến chúng tôi đúng không? Tiêu Vũ, anh có biết mình đang nói gì không hả? Anh còn lên tiếng ngang ngược, không mau xin lỗi đi. Xin lỗi, cô nghĩ hắn ta xứng không? Anh đừng nghĩ rằng mình lợi hại, có thể một mình đấu với các đại gia tộc. Thẩm tổng, cô yên tâm, tôi một mình làm, một mình chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các người. Hôm nay ngươi dám hống hách ở đây, chọc giận người của các đại gia tộc, ta nói cho ngươi biết, trừ ngươi, những người ở đây đều sẽ bồi táng vì ngươi.
Đồ vô ơn, Thẩm gia nuôi cậu nhiều năm như vậy, cậu báo đáp thế à, còn không mau quỳ gối. Ha ha ha. Tôi là đồ vô ơn, vậy các người. Nói với quốc chủ, ta sẽ tham gia tiệc nghênh long 3 ngày sau, thông báo với toàn bộ các gia tộc lớn. Ta muốn nói với chúng, Tiêu gia tộc hàng đầu đế đô, đã trở về. Chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng dám đối đầu với tứ đại gia tộc, đúng là nực cười. Ngươi định làm gì? Thu ít lãi. 3 ngày sau, là thời khắc Đông Phương gia diệt vong. Không phải các người thích, lấy lòng gia tộc Đông Phương à, đến lúc đó các người sẽ thấy, tôi dẫm đạp hắn dưới chân như thế nào. Còn về quyền thừa kế 1000 tỷ, 3 ngày sau tôi sẽ chọn lại người. Không phải cô muốn quyền thừa kế 1000 tỷ à? Đến lúc đó cô cũng có thể đến. Ba nuôi chúng ta về nhà. Thiếu gia Đông Phương, cậu không sao chứ? Thiếu gia Đông Phương, đều là lỗi của tên Tiêu Vũ đó, không liên quan gì đến chúng tôi. Tiêu Vũ, tao phải giành lại tất cả của mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Đây không phải là Thiên Hương Đế Uyển à? Nhà ở đây cả 100 triệu. Ba nuôi, ba ngồi đi. Con mua căn nhà này cho ba. Sau này, ba sống ở đây. Cái này. Ba nuôi, suốt 3 năm nay, ba hết mực chăm sóc con. Một căn Thiên Hương Đế Uyển có là gì chứ? 3 năm nay con vất vả rồi. Theo ba nấu cơm, giặt rũ, con thường xuyên bị họ mắng nhiếc. Được, tối nay tôi sẽ qua đó. Ba nuôi, có chuyện gì thế? Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội con. Tiệc mừng thọ của ông nội, vậy chúng ta nhất định phải đến đó. Dù gì ông nội cũng rất chăm sóc con, nhưng tất cả người nhà họ Thẩm cũng đến. Bác cả chú ba con, họ coi thường ba, ba sợ đưa con đi. Ba nuôi, ba yên tâm, chỉ cần có con ở đây, ai dám coi thường ba. Tham kiến vô thượng Chí Tôn. 3 năm nay ta làm rể Thẩm gia, chuyện của Chí Tôn Long Điện đều giao cho ngươi xử lý, ngươi vất vả rồi. Có thể góp sức cho Chí Tôn là vinh hạnh của thuộc hạ, đứng dậy đi. Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội Thẩm gia, ông ấy đối xử với ta không tệ, chuẩn bị hậu lễ. Vâng, trước đây ta che giấu thân phận, sợ gây áp lực cho Hy Nguyệt, giờ đã ly hôn. Xem ra, ta không cần che giấu nữa. Vô thượng Chí Tôn, nên xuất thế rồi. Anh cả, nghe nói gần đây các anh bắt đầu làm dự án nước ngoài, kiếm vài tỷ ấy nhỏ ấy mà, may nhờ có con rể tôi. Ấy Mai Hương, chồng và con rể cô đâu? Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, họ không đến à? Đừng nhắc nữa, hai người đó chỉ là phế vật, đến cũng mất mặt, đừng quan tâm đến họ. Chẳng phải đến rồi sao? Anh cả, lâu rồi không gặp. Ai bảo ông đưa cậu ta đến hả? Ai bảo ông đưa tên nghèo kiết xác kia đến hả? Hôm nay người nhà gia tộc ta đều có mặt, cô giữ thể diện cho chồng mình đi. Mẹ, mẹ đừng đối xử như vậy với ba trước mặt người ngoài. Nếu ông ta không đưa sao chổi kia đến, mẹ cũng không đối xử với ông ta như thế. Tiêu gia anh đã bị diệt môn, giờ anh chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà, lấy đâu ra tư cách tham gia tiệc mừng thọ. Đúng thế, biết điều thì mau cút đi. Tiểu Vũ, hay là chúng ta về trước đi. Ba nuôi, con nói rồi, hôm nay ai cũng không được phép coi thường ba. Vài ngày không gặp, con rể cô ăn nói khí thế đấy, tên phế vật cậu. Còn mặt mũi nào nói câu đó hả? Được rồi Tiêu Vũ, tôi sẽ xử lý chuyện này cho anh ngồi xuống yên tĩnh được không? Đồ nghèo kiết xác, cút đi. Tôi nể mặt bà là mẹ Hy Nguyệt, là vợ của ba nuôi tôi. Tôi gọi bà một tiếng mẹ lần cuối, cậu muốn nói gì? Cậu, dám tát tôi, trước mặt mọi người trong gia tộc. Tiêu Vũ, anh làm gì thế? Cô không nhìn thấy gì à? Tôi tát bà ta. Từ lúc nào anh trở thành người như thế hả? Vừa nãy lúc tôi và ba nuôi bị nhục mạ, sao cô không chất vấn người mẹ đáng kính của cô? Tôi nói rồi, hôm nay không ai được phép coi thường ba nuôi tôi. Một cặp ở rể, có tư cách gì lên tiếng? Một cặp ở rể, có tư cách gì lên tiếng? Chào buổi tối gì Thẩm, làm phiền Trang thiếu đến đây, mời ngồi. Chuyện nhỏ. Hôm nay tôi đến, có hai việc. Hai việc gì thế Trang thiếu?
Không vội, đợi đuổi tên kia đi. Tôi sẽ từ từ nói với mọi người. Trang thiếu đã lên tiếng rồi. Anh điếc à, còn không mau cút. Anh, tôi quên nói. Hôm nay tôi đến, ngoại trừ nể mặt ba nuôi tôi, thì để vả mặt các người. Tiểu Vũ, con đừng vì ba nuôi mà đắc tội với họ, chi bằng chúng ta về trước đi. Mai Hương, hôm nay người trong gia tộc đến chúc thọ ông nội, con rể cô làm loạn như vậy, khác gì vả mặt nhà họ Thẩm. Không nghe anh cả nói gì à, sớm biết như vậy thì không nên để ông ta đến, còn đưa tên nghèo kết sắc kia theo nữa. Cậu định làm gì? Nể mặt ba nuôi tôi tha cho bà một lần nữa. Nhưng tôi khuyên bà còn coi thường ba nuôi tôi sẽ khiến bà phải hối hận. Tôi có gì phải hối hận cơ chứ? Hôm nay tiệc mừng thọ ông nội, ông ta thậm chí không có nổi lễ vật tử tế, khiến người trong gia tộc chê cười. Nếu không phải vì tình cảm 20 năm, bà đây đã ly hôn với ông ta từ lâu. Trang thiếu, anh xem hắn ta lại làm loạn kia, làm chúng tôi mất hứng quá. Chuyện này dễ xử lý thôi. Tiểu tử, tôi công nhận cậu lợi hại đấy. Nhưng thế thì đã sao chứ? Giờ xã hội này, người ta để ý đến thân phận và tiền bạc. Cậu không có cả hai, sau này ấy à, tốt nhất ít nói ít động chân động tay, tránh mất mặt. Người đâu, ném tên này ra ngoài cho tao. Ai dám động tới anh Tiêu? Sao cô ta lại tới đây? Mẹ, giờ chúng ta vẫn chưa giành được quyền thừa kế 1000 tỷ, không thể đắc tội với người ta nữa. Yên tâm, mẹ biết. Lục Tổng, sao cô lại đến đây? Cô có ý gì? Đánh anh sợ bẩn tay tôi. Anh Tiêu là khách quý tôi mời đến, giờ anh ấy có tư cách gia nhập hay chưa? Tên khốn nạn chỉ biết ăn bám. Ông Thẩm đến. Tiểu Vũ đến rồi à? Vâng, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của ông. Căn nhà đế cảnh Giang Nguyễn này là lễ vật của con, ha ha ha. Xem ra lão đại nở mày nở mặt rồi đấy. Hoài Nhân, quà mừng thọ của hai người đâu? Không phải ông không mang gì đến đấy chứ? Vợ à, thẻ của tôi có 10 mấy vạn, không biết sao lại mất hết, cho nên tôi không có tiền mua quà. Trước đây anh tưởng ba anh không dùng tiền nên đã mua quà cho em. Dì Thẩm, dì yên tâm, cháu đã thay mọi người chuẩn bị quà mừng thọ cho ông nội. Hôm nay cháu thay gia đình dì Thẩm chúc ông nội thọ tỷ Nam Sơn. Tặng ông 99 thỏi vàng, một chiếc siêu xe hiệu Rolls Royce, nghênh long yến nhất phẩm Long Tỷ. Những thứ này ít nhất phải 100 triệu. Trang thiếu đúng là giúp gia đình anh nở mày nở mặt. Nhất phẩm Long Tỷ, đó là Long Tỷ có tư cách tham gia nghênh long yến, tặng lễ vật chỉ là một. Thứ hai, hy vọng ông nội Thẩm gia có thể gả Hy Nguyệt cho tôi. Mai Hương, ba nhớ Hy Nguyệt đã kết hôn với Tiểu Vũ. Ông nội, con quên nói với ông nội, gần đây xảy ra một số chuyện, Hy Nguyệt đã ly hôn với Tiểu Vũ. Làm bừa, nếu cô còn nhận ra chủ Thẩm gia tôi đây, thì lập tức để hai đứa nó tái hôn. Ông nội, có phải ông nghĩ Tiêu Vũ là thiếu gia Tiêu gia đế đô không? Cô biết rồi à, ai ra ông nội ông bị lừa rồi. Tiêu gia, 3 năm trước đã bị diệt môn, giờ Tiêu Vũ chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa cậu ta đã đắc tội với gia tộc Đông Phương, không sống được lâu nữa. Cô nói gì? Cho nên ông nội à, ông để hai đứa tái hôn, không thỏa đáng chút nào. Ông nội, Trang gia tôi gần đây thế lực mạnh mẽ, hơn nữa định sang năm lên thị trường, đến lúc đó tài sản tôi lên đến 100 tỷ. Hơn nữa quyền thừa kế 1000 tỷ là tôi giúp Hy Nguyệt giành được, tôi thấy mình có tư cách cưới Hy Nguyệt. Cái này, ông nội, ông thấy Trang thiếu đối xử với Hy Nguyệt nhà chúng ta thật lòng, chỉ nhìn quà mừng thọ mà cậu ấy tặng ông cũng đủ chứng minh thực lực của cậu ấy. Đúng, đúng vậy, cháu nghĩ Trang thiếu và chị gái là trời sinh một cặp.
lễ vật của anh ấy đáng giá cả trăm triệu, còn tên Tiêu Vũ kia, thậm chí không có tiền mua quà mừng thọ, nếu chị cháu theo hắn, thì nửa đời sau coi như bỏ. Được rồi, đừng làm khó Tiêu Vũ nữa, Trang thiếu, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nhưng tôi chỉ coi anh là bạn, tôi không thể kết hôn với anh. Tiểu Vũ, nghe nói Tiêu gia không còn là gia tộc hàng đầu đế đô nữa. Vâng, ông nội, nhưng mà nếu đã như vậy, Hy Nguyệt, con hãy kết hôn với Trang thiếu đi. Ông nội, ông có ý gì? Tiểu Vũ, cậu đã ly hôn với Hy Nguyệt, không cần thiết tiếp tục đeo bám nữa. Ông nội, con không muốn gả cho Trang thiếu. Hy Nguyệt, Trang thiếu giúp chúng ta nhiều như vậy, còn giúp chúng ta giành được quyền thừa kế 1000 tỷ, giờ còn tặng quà mừng thọ cả 100 triệu. Tiêu Vũ sao sánh nổi một ngón tay của cậu ấy chứ. Nhưng mà Hy Nguyệt, không phải cô vì tên tiểu tử đó không tiền không quyền còn không có chí tiến thủ nên mới ly hôn với hắn à? Tôi nhìn tôi đi, có tiền có quyền có chí tiến thủ, tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Hy Nguyệt, vì hạnh phúc của mình, cô hãy đồng ý kết hôn đi. Ai ra, con còn do dự cái gì, mau đồng ý đi, lời cha mẹ không được cãi lại, huống hồ Trang thiếu người ta một lòng một dạ với con, chúng ta không thể phụ lòng người ta, con sẽ không đồng ý. Người Thẩm Hy Nguyệt con muốn lấy, ít nhất cũng phải kề vai sát cánh cùng con, sẽ có một ngày con sẽ dựa vào sự nỗ lực của bản thân đạt được thành công. Con, Thẩm Hy Nguyệt, sẽ lấy người có chí lớn, siêu thế chi tài, chấn thế chi hùng. Tiêu Vũ, em từng nghĩ rằng anh là người như vậy, nhưng anh bình chân như vậy, không có chí tiến thủ, chỉ biết ăn bám, đến cuối cùng vẫn là em có mắt như mù. Trang thiếu, tôi xin nhận ý tốt của anh, không phải anh không đủ tốt, là tôi yêu cầu quá cao. Sao cô lại nghĩ tôi không có chí lớn, không có siêu thế chi tài? Sao cô chắc chắn tôi không phải chấn thế chi hùng? Một tên ở rể sắp chết đến nơi vẫn còn bốc phét. Tiểu tử, cậu nghe vẫn chưa hiểu à? Người Hy Nguyệt cần tìm là người có chí lớn, anh hùng chấn thế, cậu nghĩ mình xứng với điểm nào? Duy nhất một người, đó chính là vô thượng chí tôn của Hoàng Áp Đương Thế. Không sai, người đàn ông tôi kính ngưỡng chính là vô thượng chí tôn, vang danh thiên hạ. Chúng ta cùng tiếp nối tập trước nhé. Hy Nguyệt, vô thượng chí tôn là nhân vật tầm cỡ mức nào? Sao chúng ta có thể với nổi chứ? Còn có chí hướng là tốt, nhưng ai ra, tốt hơn con nên sống yên ổn với Tiểu Vũ đi. Ông lão chết tiệt, bản thân hèn kém cả đời, không nói làm gì, còn bắt Hy Nguyệt, hèn kém giống ông hả? Hy Nguyệt, nếu con với được vô thượng chí tôn thật, thì Thẩm gia chúng ta sẽ rạng danh đến mức nào chứ? Đương thời được vang danh chí tôn, chỉ duy nhất điện chủ của Chí Tôn Long Điện được nhật nguyệt chiếu rọi, sánh vai với thiên địa, đến quốc chủ đại hạ cũng phải tôn ngài ấy một câu thiên hạ đệ nhất. Nhưng không biết vì sao, nhiều năm nay ngài ấy đã biến mất, hình như có lời đồn nói ngài ấy sắp xuất thế. Chí Tôn đại nhân xuất quỷ nhập thần, không ai nhìn thấy gương mặt thật của ngài ấy, con chỉ ngưỡng mộ ngài ấy mà thôi. Cách biệt giữa con và Chí Tôn giống như con và Tiêu Vũ, một trời một đất. Nhưng mà con biết tự lượng sức mình, một số người không biết mình đang ở đâu, còn vọng tưởng sánh vai với nhân vật lớn như Chí Tôn đại nhân. Đúng thế, anh tưởng mình là ai? Thân phận của tôi các người không thể tưởng tượng nổi. Đúng là chết cười, đến quà mừng thọ cũng không có, còn dám nói thân phận của mình không thể tưởng tượng nổi. Ai nói tôi không chuẩn bị quà mừng thọ? Các người không tưởng tượng nổi đâu. Trong vòng 10 phút, mang quà mừng thọ 1000 tỷ đến khách sạn Đế Vân. Ha ha ha, ha ha ha. Còn quà mừng thọ 1000 tỷ nữa chứ? Tiêu Vũ, nếu cậu là đại thiếu gia Tiêu gia, gia tộc hàng đầu đế đô, cậu nói những lời này, tôi còn có thể tin 3 phần. Nhưng bây giờ, gia tộc cậu đã diệt môn, bản thân đi ở rể, giờ đây còn dám ngông cuồng. Chị nhìn anh ta kia, anh ta muốn làm loạn tiệc mừng thọ của ông nội, để Thẩm gia chúng ta mất mặt. Tiêu Vũ, anh làm loạn trong tiệc thừa kế 1000 tỷ cũng thôi đi, giờ tiệc mừng thọ ông nội lại cố tình gây rối trước mặt mọi người, anh muốn tôi phải thất vọng đến mức nào nữa? Lời tôi từng nói, cô không tin một câu. Hắn nói gì cô cũng không hề nghi ngờ. Thẩm Hy Nguyệt, nhiều năm nay cô từng thật sự hiểu tôi không? Tiêu Vũ, anh còn trách móc Hy Nguyệt, bản thân không ra gì, không công không cán, chỉ biết chút giận lên vợ, anh thấy mình xứng đáng là đàn ông không hả? Các người biết đổi trắng thay đen thật đấy, rõ ràng nhà họ Thẩm các người đều nhờ anh Tiêu giúp đỡ,
Việc đến nước này, anh còn trốn tránh sau lưng phụ nữ, nếu anh là đàn ông thì đường đường chính chính đứng ra cho tôi. Tiệc mừng thọ ông nội không chuẩn bị quà mừng. Không sao hết, những người ngồi đây đều là bề trên của gia tộc, có thể tha thứ cho anh. Nhưng tại sao anh lại nói dối? Hy Nguyệt, tôi không nói dối. Đủ rồi Tiêu Vũ, anh thật sự khiến tôi rất thất vọng. Anh nhìn đi, làm Hy Nguyệt tức giận đến mức này. Tiêu Vũ, nhà họ Thẩm đối xử với cậu không tệ. Tiệc mừng hôm nay, cậu không mời mà đến là bất trung, vô lễ với ông nội. Là bất hiếu, nói dối là bất nhân, chọc tức Hy Nguyệt là bất nghĩa. Loại người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như cậu, ở gần cậu tôi, còn thấy mất mặt. Người đâu, mau đánh gãy hai chân hắn, rồi ném ra ngoài. Hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ, thay nhà họ Thẩm. Thọ lễ đến, thọ lễ đến. Xin hỏi vị nào là anh Tiêu? Là tôi, có người thay anh chuẩn bị quà mừng thọ, Phượng Nghê chuẩn bị đúng không? Ai ra Tiêu Vũ, đây là phương thức tặng quà mừng thọ của anh hả? Đặc biệt lắm, không phải chứ, chị tôi bảo anh không chuẩn bị quà mừng, anh lén lút lên mạng đặt mua đấy hả? Rể nghèo đúng là rể nghèo, quà mừng trang thiếu người ta tặng trị giá cả trăm triệu, trong đó còn có nhất phẩm long tỷ tham gia nghênh long tiệc. Còn cậu thì sao, tùy tiện gọi shipper mang quà mừng thọ đến, đáng bao nhiêu tiền hả? Tiêu Vũ, vì thể diện anh nói dối, hết lần này đến lần khác để lấp liếm còn tiếp tục nói dối. Các người đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn. Hôm nay anh Tiêu tặng quà mừng thọ cho Thẩm gia các người, vì anh ấy biết báo đáp, niệm tình cũ, còn các người lại soi mói, là đạo lý gì hả? Lục tổng, đây là chuyện Thẩm gia người ta, không phải chuyện người ngoài như cô có thể xen vào. Trước khi cô nói câu này, chẳng lẽ đã quên mình cũng là người ngoài? Hôm nay nếu không phải Tiêu Vũ ở đây, cho dù Thẩm gia các người vác kiệu mời tôi đến, tôi cũng tuyệt đối không bước nửa bước. Huống hồ sao các người biết trong hộp này không phải bảo vật giá trị liên thành chứ? Có khó gì chứ? Mở ra là biết. Tôi cũng muốn xem, bảo vật hiếm có, nhân viên giao hàng mang đến. Là thứ gì? Được, hôm nay tôi sẽ để đám người có mắt không chồng các người mở mang tầm mắt. Lẽ nào, đúng là bảo vật hiếm có thật. Ha ha ha, ha ha ha. Chiếc vòng này không phải mấy chục tệ đấy chứ? À không, 9 tệ 9. Không phải còn miễn phí ship chứ? Sao lại là vòng vàng? Tôi biết ngay, một tên ở rể nghèo kết xác có thể tặng được cái gì tử tế chứ? Còn gọi nhân viên giao hàng mang đến mở quà trước mặt đông đảo họ hàng, đúng là khiến tôi mất mặt. Vừa quê vừa thô, phế vật, thật không biết tại sao, trước đây chị tôi lại thích anh. Kim ngân ngọc khí, trong mắt người bình thường có thể khoe mẽ, nhưng trước mặt thế gia quyền quý chỉ như đống phân mà thôi, không đáng một đồng. Nghe âm thanh, chắc là đồ giả đúng không? Ha ha ha. Đúng là tôi ly hôn với anh, nhưng Thẩm Hy Nguyệt tôi không hề có lỗi với anh. Anh lại dùng cách này báo thù tôi trước mặt họ hàng thân thích, khiến tôi mất mặt. Anh hài lòng rồi chứ? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Tiêu Vũ, tôi tuyệt đối sẽ không tặng quà mừng thọ như vậy. Hồ đồ. Nể tình cậu hết lòng với Thẩm gia tôi, vốn không muốn so đo với cậu, nhưng cậu 5 lần 7 lượt gây chuyện, khiến Thẩm gia tôi mất hết thể diện. Nếu còn không xử lý, mặt mũi Thẩm gia tôi biết giấu đi đâu? Các người nói nên làm thế nào? Chuyện hôm nay liên quan đến thể diện của 863 người nhà họ Thẩm. Tôi đề nghị đánh đuổi hắn ta trước mặt mọi người. Tôi đồng ý. Đuổi hắn ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Ba, dù gì Tiểu Vũ cũng một lòng, ba đừng so đo với cậu ấy. Tiểu Vũ, anh mau xin lỗi, sau đó rời khỏi Thẩm gia. Xin anh đừng cố chấp nữa, còn tiếp tục em cũng không bảo vệ được anh. Ba nuôi, ba không cần cầu xin họ, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội. Tôi thành tâm thành ý đến chúc mừng, nhưng các người đổi trắng thay đen, đảo ngược thị phi, còn bắt tôi xin lỗi, làm gì có lý đó. Vậy anh muốn thế nào? Rất đơn giản. Chỉ cần Thẩm gia các người xin lỗi tôi. Tôi có thể không chấp nhận chuyện cũ. Vậy mà cậu cũng nghĩ ra, Tiêu Vũ. Cậu to gan lắm. Đông Phương đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Thất lễ, thất lễ,
Ông Thẩm khách sáo rồi. Hôm nay tôi đến, có hai việc. Việc thứ nhất, tôi muốn đưa người vợ chưa cưới không biết liêm sỉ này về nhà. Thứ hai, tôi đến xem, tên to gan, dám nói trong tiệc nghênh long, sẽ diệt Đông Phương gia chúng tôi. Tiêu Vũ, dạo này, sống thế nào? Nhờ hồng phúc của thiếu gia Đông Phương. Tôi sống. Rất tốt. Nếu tôi đoán không nhầm, chiếc vòng vàng này là kiệt tác của anh đúng không? Không sai, chính là tôi, thích không? Ai ra thiếu gia Đông Phương, đúng là đẹp trai lương thiện, còn giúp tên tiểu tử này, chuẩn bị quà mừng. Đúng thế, thiếu gia Đông Phương, đúng là con mắt tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra tên nghèo kiết xác kia, chỉ xứng tặng quà mừng thọ rẻ tiền. Nếu anh có bản lĩnh thật, thì đấu một trận với Tiêu Vũ, trong tiệc nghênh long, dùng quà mừng thọ giả sỉ nhục anh ấy, thì có bản lĩnh gì chứ? Hắn không tặng nổi quà mừng, tôi giúp hắn tặng thì sao? Anh là cái thá gì? Có tư cách gì, thay tôi tặng quà? Nếu anh coi thường vòng vàng của tôi, thế này đi, vậy chắc chắn anh có thứ đắt tiền hơn của tôi đúng không? Thiếu gia Đông Phương, cậu đề cao hắn quá, hắn ấy à, tặng nổi thứ gì tử tế chứ? Đừng đánh giá tôi bằng cái nhìn hạn hẹp của các người. Thứ tôi tặng, các người không thể tưởng tượng nổi. Ai ra, đúng là chết cười, tôi xin anh tự mình soi gương đi, nhìn bộ dạng, nực cười của mình đi. Có phải cậu, ly hôn với Hy Nguyệt, bị đả kích, nên đầu óc có vấn đề không hả? Còn dám nói bản thân, là vô thượng chí tôn. Còn một phút nữa, nói linh tinh gì thế? Tôi nói, chỉ còn một phút nữa, sẽ nhìn thấy đại lễ của tôi. Ấy, ấy, các vị, đừng nghe hắn chém gió. Nếu hắn có, quà mừng thọ nghìn tỷ, thì tôi, chính là vô thượng chí tôn siêu cấp vô địch. Tiêu gia đã diệt vong. Hơn nữa, nếu Tiêu gia vẫn hưng thịnh, nghìn tỷ, cũng không phải cậu nói. Có là có, nói không chừng hắn ta, đến nghìn tỷ, có mấy số không cũng không biết. Bỏ đi. Hôm nay, tôi sẽ khiến các người mở rộng tầm mắt. Tôi tặng nghìn chiếc Rolls Royce, trị giá nghìn tỷ. Rolls Royce, ở khắp thành phố Thiên Hải, cộng lại cũng không đến nghìn chiếc, chí tôn Vương Đình. Là chí bảo hàng đầu trong thiên hạ. Không thể nào. Em muốn một chiếc Rolls Royce, mà không mua cho em. Chị nhìn kìa, tên tiểu tử đó, chuẩn bị đến, 1.000 chiếc, quà mừng thọ đắt giá như vậy. Lẽ nào, quyền thừa kế nghìn tỷ, đúng là do anh ấy quyết định. Tiêu Vũ, tất cả đều là cậu chuẩn bị. Ai ra, khắp thành phố Thiên Hải, ai có thể hào phóng đến mức này chứ? Ba, con rể nhà chúng ta không tồi chút nào. Tiêu Vũ, anh nói thật với em. Chí tôn Vương Đình, nghìn chiếc Rolls Royce, cả quyền thừa kế nghìn tỷ, đều là của anh thật ư? Tôi chưa từng phủ nhận, là cô không tin tôi. Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lão phu ta làm chủ, chuyện cậu và Hy Nguyệt ly hôn, coi như chưa từng xảy ra. Đúng thế, đúng thế. Đúng là, đại thủy ập đến miếu Long Vương. Ai ra, người một nhà cãi cọ, cuối cùng vẫn là người một nhà. Tiêu Vũ, con đừng để bụng, gió chiều nào theo chiều nấy. Đúng là nực cười, Thẩm gia các người, thật mất mặt. Rolls Royce và chí tôn Vương Đình này giả đến mức khiến người ta chết cười. Đại thiếu Đông Phương, Thẩm gia tôi ở Thiên Hải dù gì cũng là thế gia, cậu nói như vậy có phần nhục mạ người khác quá đấy. Đúng thế, thiếu gia Đông Phương, anh nói chí tôn Vương Đình này và nghìn chiếc Rolls Royce đều là giả, anh có bằng chứng không? Bằng chứng, dùng đầu lợn của các người nghĩ kỹ đi. Nghìn chiếc Rolls Royce đang ở đâu? Chỉ là một đống chìa khóa mà thôi. Còn cái này nữa, chí tôn Vương Đình, bảo vật nằm trong quốc khố, sao có thể xuất hiện ở đây? Đúng thế, cái này chỉ có chìa khóa Rolls Royce thì có nghĩa lý gì? Có bản lĩnh mang nghìn chiếc Rolls Royce đến đây. Nghìn chiếc Rolls Royce đang trên đường đến. Ông thấy tôi nói không sai chứ? Tiêu Vũ, cậu tưởng các vị ngồi đây cũng giống mình chưa từng trải sự đời chắc? Đúng thế, vừa nãy tôi vừa nhìn chìa khóa Rolls Royce đã cảm thấy bất thường. Tiểu tử cậu, tưởng dùng mấy thứ nhảm nhí này có thể lừa được chúng tôi chắc? Cậu một mực nói quà mừng thọ nghìn tỷ, nghìn chiếc Rolls Royce kia cộng lại hình như cũng không đủ lòng tự tôn đáng thương của cậu, có phải đều dùng để nói dối không? Tiêu Vũ, em biết anh có ý tốt, nhưng anh cũng biết đời này em ghét nhất người nói dối. Hành vi của anh trong mắt em vô cùng ấu trĩ. Tôi ấu trĩ?
Ở đây, ai cũng có thể nói tôi ấu trĩ. Riêng cô không được, Thẩm Hy Nguyệt, cô không xứng, anh. Anh là cái thá gì, tôi là cái thá gì. Các người hãy nhìn đi. Cái này, là thất phẩm Long Tỷ, có thể ngồi cùng bàn, với vô thượng chí tôn, dám hỏi các vị ở đây. Cái này, có đáng giá nghìn tỷ hay không? Phẩm Long Tỷ, chàng thiếu tặng, đã là vật hiếm có. Cái này, là Long Tỷ thất phẩm. Không thể nào, Long Tỷ này, nhất định là đồ giả. Từ khi Đại Hạ lập quốc đến nay, tiệc nghênh Long, là yến tiệc cao quý nhất. Long Tỷ thất phẩm này, chính là thiệp mời cao cấp nhất. Trị giá, nghìn tỷ không sai. Nhưng các vị, đừng vội nịnh bợ. Tôi vẫn chưa nói hết, không phải anh định nói. Long Tỷ của tôi, là đồ giả đấy chứ. Tiêu Vũ, Trang gia đã mất rất nhiều công sức, mới có được nhất phẩm Long Tỷ. Cậu nói cậu lấy được, thất phẩm Long Tỷ, cậu nghĩ những người ngồi đây, có ai tin không? Hôm nay, tôi thay Thẩm gia làm chủ. Cậu, quỳ xuống cho tôi, chuyện trước đây, tôi sẽ xí xóa, cho các người. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Không, không, tôi quỳ thay Tiêu Vũ, không liên quan đến ông. Chỉ dựa vào các ngươi, ép ngài ấy quỳ gối, không đủ tư cách đâu. Mỹ nữ, nhìn dung mạo, và vóc dáng của cô, đều rất tuyệt vời. Sao cô lại, đứng về phía một tên phế vật chứ? Ngài ấy là phế vật, thì anh là gì, kiến à? Cô. Được. Tiêu Vũ, cậu thuê diễn viên, đến chống lưng cho mình, ra vẻ ta đây chứ gì. Cô gái này, cũng giống như Long Tỷ này, đều là giả. Đáng chết. Tiêu Vũ. Việc đến nước này, anh còn cứng miệng à? Cô cũng nghĩ rằng. Long Tỷ này là giả ư? Giả là giả, vĩnh viễn không thể thành thật, Hoàng tộc Đại Hạ là người. Ban thưởng nhất phẩm Long Tỷ, cậu nói nó là thật, ai chứng minh được điều này chứ? Đúng thế, công chúa Đại Hạ Song Nhi ta, có thể chứng minh. Ba, cô ta nói cô ta là ai? Công chúa Đại Hạ, thể diện Thẩm gia lớn như vậy ư? Kinh động đến cả công chúa Đại Hạ, công chúa Đại Hạ giá đáo, không cung nghênh từ xa, thất lễ, không cần. Ta không đến tìm Thẩm gia. Anh Tiêu Vũ. Thế nào? Bổn công chúa, cho anh cơ hội cuối cùng, chỉ cần anh lấy em sẽ giúp anh giải quyết chuyện rắc rối hôm nay. Tiêu Vũ, bên cạnh anh, nhiều mỹ nữ thật đấy. Hạ Song Nhi, không phải cô định nói, thất phẩm Long Tỷ, trong tay hắn là thật đấy chứ. Ta biết trong lòng các người không phục, nhưng nhịn hết cho ta nói cho các người biết, thất phẩm Long Tỷ, trong tay anh Tiêu Vũ, là Long Thị Đại Hạ, đích thân ban thưởng, các người ai dám nói là giả, đúng là một lũ, ngu ngốc có mắt không tròng, lên tiếng từ chối, bảo vật ấy, nói như vậy thì, nhất phẩm Long Tỷ này. Là thật rồi, ba, suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ, cơ hội ngồi cùng bàn, với Chí Tôn Đại Nhân, cùng bàn với Chí Tôn Đại Như ư. Các người cũng xứng. Tôi tặng Long Tỷ, cho Thẩm gia các người, một là biết ơn. Ông nội. Hai là. Niệm tình cũ, giữa tôi và cô, nhưng giờ, ông nội Thẩm gia, nghĩ tôi không còn là, đại thiếu Tiêu gia liền lật mặt, còn cô, nghĩ tôi nói dối, hết lần này đến lần khác. Vậy Long Tỷ này. Tặng còn ý nghĩa gì? Ba nuôi, chúng ta đi. Vừa nhận được tin tức, nhìn chiếc Rolls Royce đã đến cửa, họ không xứng, mang xe về. Vâng, Tiêu Vũ. Tỏ vẻ xong, định bỏ đi, hả? Cậu, không coi chúng tôi, ra gì quá đấy? Không phải cậu nói, quyết đấu cao thấp với tôi. Trong tiệc nghênh Long à, tôi thấy, không cần thiết, đợi đến ngày hôm ấy. Hôm nay, cậu sẽ phải trả giá, vì sự ngông cuồng và tự đại của mình. Lần trước, tôi chỉ gọi một tên, tông sư võ đạo cảnh giới viên mãn, ông ta không phải đối thủ của cậu. Nhưng lần này, tôi đã gọi đến 10 tên, tôi xem cậu ứng phó kiểu gì. 10 tông sư võ đạo, cảnh giới viên mãn, khắp Đại Hạ, 580 thế gia đại tộc, chỉ có Đông Phương gia, mới có thể làm được. Hy Nguyệt, chúng ta nên, tránh xa hắn thì hơn, hôm nay thiếu gia Đông Phương. Đã có sự chuẩn bị từ trước, đừng làm liên lụy đến chúng ta, lùi lại, phế hắn cho ta, một tay. 10 triệu, một chân, 50 triệu. Phế toàn thân. 100 triệu, thiếu gia Đông Phương, Thẩm gia chúng tôi, không phải nơi để anh làm loạn, Hy Nguyệt con điên rồi, mau quay lại, đó là, 10 vị tông sư võ đạo cảnh giới viên mãn, con chán sống rồi à, đúng thế, Hy Nguyệt, cô quan tâm hắn làm gì? Cô Thẩm, cô khiến tôi bất ngờ đấy, không phải cô lại. Có tình cảm với hắn đấy chứ, tôi chỉ không muốn nhìn thấy, một người ngoài làm loạn trong nhà họ Thẩm.
được thôi, tốt lắm, hôm nay, cô sẽ phải trả giá vì sự lỗ mãng của mình. Tôi nói lại lần cuối, tránh ra, tôi sẽ không tránh đường. Hôm nay, nếu muốn đổ máu ở Thẩm gia, thì hãy bước qua sát tôi, tránh ra. Tôi không tránh. Thẩm Hy Nguyệt, có phải cô nghĩ rằng tôi không dám động tới cô không? Trong mắt tôi, Thẩm gia các người chẳng là cái thá gì. Được lắm, nếu cô không tránh đường, tôi sẽ để 10 vị tông sư võ đạo sau lưng tôi phế toàn thân cô, để từng người trong số họ chơi cô. Thế nào? Tôi không tránh. Không tránh chứ gì. Được, lát nữa đợi cô khỏa thân nằm trên nền nhà, tôi hy vọng cô vẫn cứng miệng như bây giờ. Cẩn thận, cẩn thận. Các người, hà tất đâm đầu vào chỗ chết. Tiêu Vũ, tôi tưởng đời này cậu định trốn sau lưng phụ nữ cơ đấy. Có phải thấy 10 vị tông sư võ đạo cảnh giới viên mãn của tôi sợ đái ra quần rồi không? Chúng chỉ như lũ kiến trong mắt ta. Lên. Không thể nào, 10 vị tông sư võ đạo không tiếp nổi một chiêu. Tại sao? Lần này, ngươi động tới ta, tôi sai rồi. Tiêu Vũ, tôi sai rồi, sau này tôi không dám động tới nữa. Tôi sai rồi, đại thiếu gia Đông Phương, tôi không giống cậu, lời hứa trong tiệc nghênh long, giữa chúng ta vẫn còn đó. Lần sau, đừng gọi mấy tên chó mèo này đến, yếu lắm. Sau này, đừng mạo hiểm chắn trước mặt người khác nữa, anh không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ vì Thẩm gia mà thôi, được lắm, vì Thẩm gia. Hóa ra trong mắt cô, tôi vĩnh viễn chỉ là phế vật. Đợi đến lúc nhìn thấy tôi trong tiệc nghênh long, cô sẽ biết tôi là sự tồn tại như thế nào. Hy Nguyệt, cô không sao chứ? Cô đừng để ý đến tên phế vật đó, chắc chắn hắn cố tình chém gió để chọc tức cô. Tôi không sao. Sau khi tiệc nghênh long kết thúc, gia tộc Đông Phương chúng ta sẽ trở thành bá vương thế giới. Đến lúc đó, tôi bắt cô, phủ thủ xưng thần, Đông Phương Thanh Thương, tôi khuyên anh, đừng nằm mơ giữa ban ngày, anh vĩnh viễn không phải là đối thủ của Tiêu Vũ, có phải cô thích hắn không? Đúng, tôi thích anh ấy. Từ hôm nay trở đi, Lục gia tôi và Đông Phương gia anh không còn liên quan gì nữa. Ba, hỏng rồi, hỏng rồi. Ba, lời Tiêu Vũ vừa nói, cộng thêm chứng minh của công chúa đại hạ, không phải cậu ta là nhân vật tầm cỡ thật chứ? Một người có thể sở hữu thất phẩm long tỷ, lần này Thẩm gia toi đời rồi. Nói như vậy, thất phẩm long tỷ này là thật. Nực cười, hắn tự nói mình là nhân vật tầm cỡ, các người cũng tin, đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Không, đại thiếu Đông Phương, Tiêu Vũ là người được công chúa đại hạ chứng minh thất phẩm long tỷ này đúng là quốc chủ đại nhân, có quyền chỉ đạo công chúa đại hạ là bậc nữ lưu, chẳng qua bị hắn mê hoặc mà thôi. Mấy người các ngươi còn tin lời nhảm nhí của hắn? Thiếu gia Đông Phương nói không sai, hắn chỉ lừa người, cậu ta chỉ giỏi chơi đùa phụ nữ mà thôi. Hóa ra là vậy, tôi nói mà, một tên ở rể lấy đâu ra gan ấy, hóa ra là ăn bám công chúa. Mẹ, cái này nhất định là đồ giả, nhưng mà mẹ, không nhưng nhị gì hết, tên tiểu tử đó dùng ngọc tỷ giả lừa đảo. May mà thiếu gia Đông Phương kịp thời phát hiện, nếu tiểu tử ấy dùng long tỷ giả đến tiệc nghênh long thì mới mất mặt. Đúng thế, may mà có long tỷ của Trang thiếu, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội đến tiệc nghênh long. Không sai, Tiêu Vũ chẳng qua chỉ là một tên ở rể phế vật, cho dù vô thượng chí tôn ở tiệc nghênh long, tôi cũng sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cung nghênh chí tôn trở về, cung nghênh chí tôn trở về, đứng dậy đi. Ba năm nay, vì tư tình, ta đã che giấu thân phận làm rể Thẩm gia, giao long điện cho một mình ngươi lo liệu, đúng là ấm ức cho ngươi. Chủ nhân nói gì thế? Mạng này của tôi là do chủ nhân cứu, Phượng Nghê tình nguyện lên núi đao vì chủ nhân, cũng không nề hà. Đứng dậy đi. Làm người, có những lúc cô phải sống ích kỷ một chút. Đợi tiệc nghênh long lần này kết thúc, ta sẽ trả tự do cho cô, tìm người mình thích, sống suốt đời bên cạnh cậu ta. Người mình thích, Phượng Nghê sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh chủ nhân. Cô ấy à? Được rồi, thiệp mời tiệc nghênh long đã chuẩn bị xong chưa? Đây là cửu phẩm long tỷ độc nhất vô nhị, có thể chứng minh thân phận chí tôn. Được, đại thù của Tiêu gia ta, trong tiệc nghênh long lần này, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Chủ nhân, hôm nay là ngày họp lớp, ngài có đến không ạ? Họ chẳng qua chỉ là một lũ hề chê nghèo ham giàu mà thôi. Nhưng mà, cô Thẩm Hy Nguyệt đã đến đó. Chí tôn, ngài đi đâu? Họp lớp. Ai à, đại tiểu thư Thẩm đến rồi. Năm đó Thẩm Hy Nguyệt là hoa khôi trường chúng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, càng ngày càng xinh đẹp. Đúng vậy, Hy Nguyệt, hôm nay đừng nghĩ đến những chuyện phiền não. Aya Hy Nguyệt,
Tiêu Vũ đâu, năm đó, cậu cố chấp gả cho anh ấy, làm tổn thương bao nhiêu trái tim, đừng nhắc nữa, Hy Nguyệt đã sớm ly hôn với tên phế vật đó rồi, hóa ra là như vậy. Xe của ai đây? Khi anh Lý. Qua anh Lý, bây giờ anh phát tài rồi, đến xe sang mấy trăm tỷ này, anh cũng được lái, đâu có. Ha ha ha. Hy Nguyệt, lâu rồi không gặp, nghe nói em ly hôn rồi. Hy Nguyệt, đừng hiểu lầm, bạn học với nhau lâu ngày không gặp, khó tránh có chút kích động, đợi lát nữa uống vài ly nhé. Khách sạn Thiên Hải. Anh Lý, anh vung tiền hào phóng quá. Mọi người không biết đâu, ở Thiên Hải khách sạn Thiên Hải này, và các tòa nhà cao tầng, người này chắc chắn có địa vị cao quý. Đến nội bộ trong đó, cũng không nhiều người biết, nhanh kể đi. Theo như tôi biết, ông chủ đứng đằng sau khách sạn Thiên Hải, là người của Chí Tôn Long Điện. Cái gì, người của Long Điện? Người của Long Điện, Hy Nguyệt, sao vậy? Không có gì, chính là đối tượng xem mắt của Hy Nguyệt thôi. Chính là điện chủ Chí Tôn Long Điện, trong truyền thuyết, là Chí Tôn cao nhất. Ồ, các vị không biết, khoảng thời gian trước, tôi cũng nhận được, tư lệnh của Long Điện, được đánh giá cao của đại nhân Phượng Nghê. Gia nhập vào Long Điện, cái gì, anh Lý đã gia nhập vào Long Điện rồi. Chẳng trách cũng lợi hại như thế, có điều, vừa nãy cậu nói đúng, Long Điện quả thực có rất nhiều sản nghiệp, mà khách sạn Thiên Hải này, là một trong số đó. Thật ngại quá. Tôi đến muộn. Tiêu Vũ. Dù sao cũng là họp lớp, nếu như tôi không tham gia, có phải tạo sự khác biệt với mọi người không? Tiêu Vũ à, cậu đến đúng lúc lắm, để thêm lúc nữa, là không được vào rồi. Đúng đấy, dù sao, tòa nhà Thiên Hải này, không phải A Miêu A Cẩu nào, cũng có thể vào được. Tiêu Vũ, chẳng phải anh rất thật thà sao? Sao lại tự chuốc nhục vào thân? Tôi tự chuốc nhục vào thân. Thẩm Hy Nguyệt, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi muốn làm gì? Hình như không liên quan đến cô. Hơn nữa, họ cũng là bạn cũ của tôi. Tại sao tôi không thể đến? Anh có biết họ đối xử với anh? Hy Nguyệt, các bạn vẫn còn chờ đấy. Chúng ta vào thôi. Hôm nay tôi làm chủ. Xin hỏi anh đã đặt trước chưa? Đã đặt trước rồi, Lý Kiệt, vâng anh Lý, anh đã đặt phòng bao ở lầu 3, lầu 3. Nghe nói khách sạn Thiên Hải có 5 tầng, theo như địa vị xã hội, và tài sản để sắp xếp theo số thứ tự, người bình thường muốn ngồi ở đại sảnh lầu 1, ăn một bữa cơm, không phải có tiền là được, còn phải xếp hàng chờ hơn một tiếng, từ tầng 3 trở lên, chỉ tiếp đãi những khách VIP. Anh Lý, anh có thể đặt phòng ở tầng 3, ai à, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, có điều, vừa hưởng được chút ánh hào quang của Long Điện nhờ có phúc của Long Điện. Xin lỗi, mời các vị lên tầng 3. Đã có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, chỉ dẫn và phục vụ, tôi xin phép đi trước. Anh Lý, cô nhân viên phục vụ này, cũng không tôn trọng chúng ta, thôi chúng ta lên lầu. Giám đốc vừa rồi tôi nhìn thấy khách quý ở số 1. Cái gì? Khách quý số 1, đó chẳng phải là, tôi đã suy nghĩ đến địa vị của bản thân, không có cách nào tiếp đón khách quý số 1. Vậy nên, giám đốc, anh có muốn đích thân đi tiếp anh ấy không? Tôi không có tư cách. Tiếp đón khách quý số 1, cái này, phải làm sao đây, cô đợi một chút, bây giờ tôi đi gọi điện cho chủ tịch, cô mau chóng, lấy hình thức phục vụ cao nhất để tiếp đãi họ, không được thất lễ, vâng. Oa, không hổ danh là khách sạn Thiên Hải, phong cảnh phòng bao tầng 3, hoàn toàn khác biệt, nhờ có phúc của anh Lý, chúng em mới có thể ăn cơm trong khách sạn, sang chảnh này. Đây chính là một loại hưởng thụ, không phải vì muốn ngủ với Thẩm Hy Nguyệt, sao mình phải tốn tiền, đến nơi thế này, ai à, cái này, có tính là gì đâu. Nếu như sau này mấy cô cậu thích, tôi có thể dẫn đến đây thường xuyên. Cảm ơn anh Lý, ai ya, bây giờ anh Lý, đã gia nhập Long Điện rồi. Tương lai tiền đồ rộng mở không giới hạn. Một lát nữa rượu lên, em phải kính anh một ly. Khách khí quá. Này Tiêu Vũ, bao nhiêu năm trôi qua, không biết cậu đang ở đâu. Tôi, ôi anh Lý, anh biết rõ còn cố ý hỏi. Cả thành phố Thiên Hải này có ai không biết. Tiêu Vũ, là con rể của Thẩm gia. Viên Viên, Tiêu Vũ đã ly hôn với tôi rồi. Không còn là con rể nữa. Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa. Cậu nhìn đi não tôi quên mất đấy, hai người đã ly hôn rồi. Xin lỗi nhé Tiêu Vũ, miệng tôi nhanh hơn não. Không sao, tôi không tính toán với người thiểu năng. Cậu, đừng ồn nữa Viên Viên. Tiêu Vũ vừa mới ly hôn với Hy Nguyệt, đừng thêm dầu vào lửa nữa. Tiêu Vũ, nể bạn học cũ với nhau, có gì khó khăn thì nói với tôi. Có phải bây giờ, đã rời khỏi nhà Lý gia rồi không? Còn chưa có công việc, công ty chúng tôi, còn đang thiếu bảo vệ. Một tháng trả cho cậu 10 triệu, sao nào có làm không? Không hổ danh là anh Lý. Rộng lượng quá, Tiêu Vũ, còn không mau cảm ơn anh Lý đi, không cần, chuyện việc làm của tôi, không phiền các vị ở đây. Tiêu Vũ, cậu đừng có không biết tốt xấu. Các vị, giám đốc của chúng tôi nói, các vị đều là khách quý, không thích hợp dùng bữa, ở phòng bao này, ngài xem, nếu không để ý tôi sẽ chuyển lên tầng 5 cho các ngài,
Tầng 5, ôi trời đất ơi, đây là ưu đãi cấp cao nhất của khách sạn Thiên Hải. Tầng 3 mình đã sắp không gánh được phí. Tầng 5, chẳng phải muốn lấy mạng của mình sao? Hy Nguyệt, nghe nói tầng 5 là dành cho chí tôn đại nhân, để dùng bữa. Ồ, chúng tôi ngồi đây không chuyển lên nữa. Giám đốc của chúng tôi đã dặn dò, tất cả chi phí tối nay đều được miễn phí. Oa anh Lý, họ nể mặt anh rồi đấy. Nếu giám đốc của các cô đã nói như vậy, vậy tôi cũng đành phải đồng ý thôi. Đi lên tầng 5 thôi. Ôi, đây chính là phong cách của tầng 5 sao? Bất kỳ một đồ vật nào ở đây cũng là tiền tỷ cả. Cái ghế này không phải là chí tôn đại nhân từng ngồi rồi chứ? Tôi phải chụp lấy kiểu ảnh khoe trên mạng xã hội mới được. Nhờ anh Lý cả đấy. Chúng tôi thật sự nhờ vào phúc của anh Lý. Tôi đề nghị cả nhà kính anh Lý một ly. Ha ha ha. Tiêu Vũ, cậu có ý gì vậy? Không lẽ anh nghĩ khách sạn này nể mặt anh mới cung cấp dịch vụ cao cấp miễn phí này? Tiêu Vũ, cậu nói vậy là có ý gì? Không phải nể mặt tôi, lẽ nào lại nể mặt cậu sao? Không sai, mấy người có thể ngồi ở đây chính là nhờ mặt mũi của Tiêu Vũ tôi. Ha ha ha. Tiêu Vũ, não cậu có vấn đề sao? Câu nói hoang đường như vậy mà cũng nói ra được. Mọi người không cần phải tính toán với cậu ta. Kể từ khi ly hôn với Hy Nguyệt, thần kinh có vấn đề, thường nói linh tinh. Tiêu Vũ, anh lại phát điên cái gì vậy? Anh không thể thành thực một chút sao? Tại sao phải bốc phét làm gì? Tiêu Vũ, e là cậu vẫn không biết rồi. Khách sạn này là sản nghiệp dưới trướng của Long Điện. Còn tôi là người của Long Điện. Vừa rồi là họ nhận ra tôi, nên mới cung cấp dịch vụ miễn phí này. Lần sau trước khi cậu bốc phét, có thể nghe ngóng cho kỹ rồi nói không? Đúng đấy, vẫn là anh Lý có lòng tốt. Nếu như đổi lại là tôi, đã sớm đuổi cậu ra khỏi phòng rồi. Còn không mau rót rượu, đền tội với anh Lý. Tiêu Vũ, nể mặt cậu là bạn học cũ. Nào, mở chai rượu trước mắt đi. Tôi sẽ không phạt cậu. Đây cũng chính là lời tôi muốn nói. Mở chai rượu này ra, sau đó đền tội với tôi có thể tha cho cậu. Anh Lý là thân phận gì chứ? Cậu lại dám bắt anh ấy xin lỗi cậu. Anh ta là thân phận gì? Trong mắt tôi, anh ta chẳng qua chỉ là thằng đàn ông. Tiêu Vũ, mày là cái thá gì? Đồng hồ của tôi phải mấy tỷ, lái xe vài chục tỷ, cậu lấy cái gì để so với tôi? Đúng vậy, xe anh Lý đi là xe sang, cậu lái xe gì? Chẳng phải cậu ngồi xe buýt sao? Xin lỗi nhé, tôi lái máy bay đến. Lái máy bay đến sao? Tiêu Vũ, lời nói dối này mà cậu cũng nói ra được sao? Thật là khâm phục. Cái chìa khóa rách này, Tiêu Vũ, không phải là chìa khóa khóa cửa nhà cậu sao? Chiếc chìa khóa này cũng dám lấy ra để làm chìa khóa máy bay. Cậu nghĩ tôi chưa từng thấy chìa khóa máy bay sao? Tiêu Vũ, e là mày vẫn chưa biết sao? Thành phố Thiên Hải là khu vực cấm bay. Mày nghĩ mày là chí tôn đại nhân sao? Muốn bay ở đâu thì bay, tao cảnh cáo mày. Muốn nói dối, phải lên mạng kiểm tra trước xem, đừng để bị người ta vạch trần. Trông quê lắm, chìa khóa máy bay hình như rất giống cái này. Hy Nguyệt, Tiêu Vũ làm cậu mất mặt quá. Kệ anh ta đi. Thôi Tiêu Vũ, cậu đừng ở đây bốc phét nữa. Nhanh chóng, kính rượu anh Lý đền tội đi. Tiêu Vũ, tên điên này. Tiêu Vũ, tôi đã nói rồi, xin lỗi tôi ngay, tôi có thể không truy cứu. Tiêu Vũ, mày muốn chết rồi, người đâu? Nhanh, đuổi thằng khốn này ra ngoài cho tôi. Lý Thiếu, Tiêu Vũ anh ấy, tôi sẽ thay anh ấy xin lỗi anh. Tiêu Vũ, đủ rồi, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tên điên này đã mạo phạm khách quý nhất ở đây. Bây giờ tôi ra lệnh cho cô đuổi cậu ta ra ngoài. Thật ngại quá, tôi không làm được, bởi vì vị khách cao quý nhất ở đây là anh Tiêu. Tiêu Vũ, sao có thể? Tên phế vật này sao có thể là khách cao quý nhất ở đây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vừa rồi là ai bảo tôi kính rượu anh ta? Không phải tôi. Cô, anh nghe nhầm rồi, tôi chưa từng nói. Vậy là cậu, anh Tiêu, không thể là tôi. Anh nghe nhầm rồi, là tự anh ta nói. Đúng vậy, là Lý Kiệt tự nói. Anh Tiêu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết thân phận của anh lại cao quý như vậy. Tôi sẽ đền tội. Uống hết chai đó đi.
Được rồi chứ, anh kêu anh ra ngoài với tôi một lát. Anh Lý, Tiêu Vũ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trưởng ca khách sạn hôm nay lại khách khí với cậu ta như vậy. Thẩm Hy Nguyệt, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Cô là người hiểu rõ nhất. Anh ta lại có profile khủng như vậy, nhưng cũng chỉ con rể bù nhìn thôi, suýt nữa bị tên tiểu tử này làm cho mất mặt. Anh Lý, sao vậy? Mấy cậu không phát hiện ra sao? Cậu ta và cô trưởng ca đó thậm thụt với nhau, có chuyện gì phải tránh mặt chúng ta để nói chuyện? Anh Lý, ý của anh là theo như tôi thấy, cậu ta đã thông đồng với cô gái đó, phối hợp với anh ta diễn một màn máy bay cái gì chứ? Khách quý nào cơ chứ? Đều là giả cả thôi. Trưởng ca của khách sạn Thiên Hải không phải người bình thường. Tiêu Vũ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đi mua chuộc cô nhân viên đó? Tiêu Vũ không có, nhưng cậu có. Số tiền trước đây cậu cho anh ta cứ nói không cần, nói không chừng đã lén lút lấy tiền của cậu. Mặc dù Tiêu Vũ thích chém gió, nhưng anh ấy không phải người xấu. Thi Nguyệt, chắc chắn cậu đã bị tên khốn đó lừa rồi. Người nghèo hay tính kế như anh ta có chuyện gì mà không dám làm? Đúng đấy, vì giả vờ giàu có, đến chuyện này cũng có thể làm ra được. Không hổ danh là anh Lý, nếu không phải anh, e là chúng em cũng bị lừa một vố. Đúng đấy, Lý Thiếu là người của Long Điện, đâu thể so sánh với cái tên phế vật kia. Lý Thiếu, tôi muốn hỏi, anh đến Long Điện có từng gặp Chí Tôn đại nhân chưa? Đương nhiên là từng gặp rồi, tôi là người của Long Điện mà, có thể nhìn thấy gương mặt thật của Chí Tôn đại nhân, đó cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thiếu, vậy anh có thể giới thiệu với Chí Tôn đại nhân một chút, tôi muốn gặp ngài ấy. Được thôi, chuyện này cũng không khó. Có điều, tôi có một điều kiện. Tiêu tiên sinh, hôm nay nếu không tiếp đón chu đáo, mong anh lượng thứ, Chủ tịch Trần sẽ đến đây ngay. Không cần đâu, nói với Tiểu Trần, không cần phải ố rể như vậy đâu. Vâng, được rồi, cô đi làm việc đi, còn trẻ tuổi như vậy mà gọi Chủ tịch Trần là Tiểu Trần, rốt cuộc anh ta có thân phận như thế nào? Tiêu Vũ, đừng nghĩ cậu mua chuộc ca trưởng của khách sạn này có thể lừa tất cả chúng tôi. Mua chuộc ca trưởng, tôi thực sự không biết mấy người đang nói gì. Tiêu Vũ, tôi không biết, cậu còn già mồm như vậy đấy. Lời nói dối của cậu đã bị anh Lý vạch trần rồi, còn ở đây mà giả vờ, cô cũng cảm thấy tôi đang nói dối sao? Tôi cũng muốn tin lời anh nói không phải nói dối, nhưng anh bắt tôi phải tin thế nào đây? Vậy bây giờ cô muốn tin anh ta sao? Lý Thiếu có thể giúp tôi đề xuất, đấng tối cao của Long Điện, vậy còn anh chỉ biết chém gió thôi. Giới thiệu với Chí Tôn, chỉ dựa vào anh ta, đến Chí Tôn anh ta còn chưa gặp. Đủ rồi, Lý Thiếu chưa từng gặp, anh có thể gặp được sao? Lý Thiếu, anh nói đi, điều kiện anh muốn là gì? Tôi sẽ đồng ý, chỉ cần anh có thể cho tôi gặp đấng tối cao. Chỉ cần cô uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ đồng ý với cô. Được, tôi uống. Thi Nguyệt, em nghe tôi nói đây, tôi có thể đưa em đi gặp Chí Tôn đại nhân, em không cần phải nghe lời hắn ta. Đủ rồi, Tiêu Vũ, anh còn chưa rõ sao? Anh chỉ là người bình thường, anh lấy cái gì để đi gặp Chí Tôn đại nhân? Hy Nguyệt, thực ra tôi chính là... Tiêu Vũ, anh cũng biết, người Hy Nguyệt ngưỡng mộ nhất chính là đấng tối cao. Đừng quên hai người đã ly hôn rồi, anh càng không có tư cách nhúng tay vào quyết định của cô ấy. Đúng vậy, chúng tôi đã ly hôn rồi, Thẩm Hy Nguyệt cô tự quyết đi. Hy Nguyệt, còn một chai cuối cùng. Uống hết mới được tính. Tôi uống. Tôi uống. Tiêu Vũ, cô ấy còn chưa uống hết. Mày làm loạn cái gì vậy? Hôm nay tôi tuyên bố, mấy người ai dám bắt cô ấy uống, tôi sẽ lấy mạng của người đó. Anh Lý, anh không sao chứ? Cút đi. Tôi đưa Hy Nguyệt ra ngoài trước. Tiêu Vũ, tao nói cho mày biết, mày gây ra chuyện lớn rồi. Mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết, tao là người của Long Điện, mày đánh tao, chính là vả vào mặt Long Điện, đánh Chí Tôn đại nhân. Tiêu Vũ, là cậu tự tìm chỗ chết, đừng liên lụy đến chúng tôi.
Nhanh chóng xin lỗi anh Lý đi. Anh đến đúng lúc lắm, nhanh chóng gọi ông chủ của mấy người đến đây. Bỉ nhân họ Trương, là tổng giám đốc của khách sạn Thiên Hải, chủ tịch của chúng tôi, cũng đang ở nước ngoài, đang trên đường về, sắp đến nơi rồi. Không ngờ, chủ tịch của mấy người, còn có mắt nhìn như vậy. Lẽ nào khách quý của ông ấy, lại bị một tên nghèo hèn ức hiếp, đang trên đường về nhà. Anh đến đúng lúc lắm, ở đây còn có một tên cấu kết với ca trưởng của khách sạn. Ai da, xem mấy người, xử lý thế nào đi, như vậy là có ý gì? Thôi bỏ đi, đợi lát nữa lấy được chứng cứ, nói cũng không muộn. Ai da, thực ra, không cần phải đợi chủ tịch của mấy người quay về, có thể đem tên tiểu tử, to gan này, xử lý một cách gọn gàng. Giám đốc Trương, không cần nể mặt tôi, mặc dù tôi và cậu ta là bạn cũ, nhưng cũng không thân thiết lắm. Chuyện này, anh nên xử lý thế nào? Thì cứ xử lý thế đó, cho cậu thể diện, cậu quen tôi sao? Cậu là cái thá gì? Tôi phải giữ thể diện cho cậu. Giám đốc Trương, anh biết đùa thật đấy. Khách sạn Thiên Hải là sản nghiệp dưới trướng Long Điện. Tôi là người của Long Điện, lẽ nào không có chút thể diện sao? Hóa ra là người của Long Điện, đúng vậy. Thật ngại quá, cho dù cậu là ai, cậu cũng phải tôn kính Tiêu tiên sinh đây. Cậu là người của Long Điện thì sao? Càng phải quỳ trước Tiêu tiên sinh đây. Ồ, tôi hiểu rồi, hóa ra mày cũng đã mua chuộc, không ngờ. Khách sạn Thiên Hải đều thối nát như vậy, không ngờ anh đường đường là một giám đốc, lại dám lạm dụng chức quyền. Chủ tịch đi bên này, được, một lát nữa đợi chủ tịch của mấy người đến, tôi sẽ nhờ ông ta điều tra chuyện này cho mấy người biết, thế nào là lễ hội. Là ai đang tìm tôi? Chủ tịch Triệu, cuối cùng ông cũng đến rồi, tại hạ đã từng nghe không ít truyền thuyết về ngài, ngài chính là một trong những vị tướng của Chí Tôn Đại Nhân, được người đời đặt biệt danh, người nham hiểm. Tại hạ rất bái phục, cậu là, tại hạ là, một trong những vãn bối của Long Điện. Chủ tịch, còn có một tên khốn, không chỉ đánh tôi, hơn nữa, còn công khai khiêu khích Long Điện của chúng ta. Nếu như cứ để hắn ngang ngược như vậy, tôn nghiêm của Long Điện chúng ta phải làm sao? Tiêu Vũ, chủ tịch, là cánh tay phải của Chí Tôn Đại Nhân, quyền lực tối cao, vừa rồi cho mày cơ hội mày không cần, giờ thì muộn rồi, bây giờ mày có quỳ xuống cầu xin tao, cũng vô dụng. Dám bất kính với Tiêu tiên sinh, cậu không muốn sống phải không? Chủ tịch tập đoàn Thiên Hải, Triệu Thiên Hạo bái kiến Tiêu Đại Nhân. Triệu Tổng, ông đang làm cái gì vậy? Đến tôi ở trước mặt Tiêu tiên sinh, còn phải kính cẩn lễ phép, cậu là cái thá gì? Dám ở trước mặt Tiêu tiên sinh, ăn nói sằng bậy, không để ý trước sau. Cái gì, bây giờ anh biết rồi chứ, ai mới là người tôn kính nhất ở đây? Cái này, sao có thể chứ? Hắn ta là một chàng rể vô dụng phế vật, sao có thể là một nhân vật có tầm ảnh hưởng? Đúng vậy Triệu Đồng, cái thứ chân cháo như vậy, vừa rồi còn đang chém gió, cậu ta lái máy bay đến đây, xin hỏi máy bay ở dưới lầu. Là ai lái tới vậy ạ? Đã chặn đường xe của Triệu Tổng rồi, phiền chuyển sang chỗ khác, là của tôi, đi, đem nơi đỗ máy bay ở trên tầng cao nhất của khách sạn, dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, đem máy bay của Tiêu Đại Nhân qua đó. Vâng. Lẽ nào? Lời cậu ta nói là thật, còn cậu đấy? Người đâu? Tôi lấy danh nghĩa là người của Long Điện, trục xuất cậu ra khỏi Long Điện, bị đày ra khỏi biên giới. Không đúng Triệu Đồng, có phải có hiểu lầm gì đó không? Lý Thiếu, là người có thể tiến cử với đấng tối cao, cái gì, tiến cử Chí Tôn Đại Nhân, hỗn xược, dựa vào cái tên thấp kém như hắn ta, sao có thể gặp được Chí Tôn Đại Nhân, huống hồ là đấng tối cao, 3 năm nay không ở Long Điện, cậu ta đòi gặp ở đâu? Hóa ra, anh Lý mới là người nói dối, mấy người, đã đối xử với Tiêu tiên sinh bất kính ra sao, tất cả đều do anh ta làm, không liên quan đến chúng tôi, đúng vậy, anh Tiêu, là tôi có mắt cũng như mù, đại nhân rộng lượng, tha thứ cho tôi, sau này, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Cút đi. Được, tôi cút ngay đây. Mấy người, đều lui xuống đi. Vâng. Người nham hiểm của Long Điện, tham kiến đấng tối cao, không cần phải tạ lễ. Năm đó ông bị trọng thương. Tôi đã cho ông lui về tuyến hai, để ông ở thành phố Thiên Hải này. An hưởng tuổi già, ông có thể phiền không? Không dám ạ, tôi đấy à, vẫn thích ở trên chiến trường. Chém chém giết giết, ngài bảo tôi làm kinh doanh, không thích hợp lắm. Yên tâm đi, sau này nếu có cơ hội. Tôi, nghe ngài hết, đúng rồi Chí Tôn, hai người bạn của ngài. Tôi đã sắp xếp, phòng tổng thống để nghỉ ngơi. Được, đúng rồi, ông giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Cứ để tôi. Thi Nguyệt, nếu như em biết, người chồng em đá ra chuồng gà, lại là tôi, đáng tối cao mà em ngưỡng mộ, em sẽ thế nào đây? Cô Thẩm Hi Nguyệt phải không? Tôi là chủ tịch của khách sạn Thiên Hải, hôm nay đấng tối cao, đã đến khách sạn của chúng tôi,
dặn dò tôi rằng, đưa cô đi gặp ngài ấy. Ông nói cái gì, đấng tối cao muốn gặp tôi? Hy Nguyệt, chẳng phải là điều cậu luôn muốn từ trước đến nay sao? Tớ đi cùng cậu, đi thôi, cô Từ phải không? Chí Tôn, chỉ yêu cầu gặp cô Thẩm. Cô, tôi sẽ sắp xếp người, đưa cô về, đi nhanh đi. Cô Thẩm, Chí Tôn đang ở bên trong. Cảm ơn ông. Dáng vẻ của Chí Tôn đại nhân, sao lại có chút quen thuộc như vậy? Cô Thẩm, cô tìm tôi có chuyện gì? Chí Tôn đại nhân, thực ra tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Tôi vừa mới ly hôn, nếu như có thể, tôi muốn được ở bên cạnh anh, có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Không cần đâu, Chí Tôn đại nhân, vậy ngày mai, bữa tiệc đón Long chủ tối mai, cô có tham gia không? Tôi sẽ tham gia, tốt quá rồi, vậy tối ngày mai, tôi có thể nhìn thấy ngài rồi. Đúng vậy, cô cũng về sớm chuẩn bị một chút đi, ngày mai gặp. Chí Tôn, người cô Thẩm Hy Nguyệt, chính là ngài, sao ngài không nói với cô ấy? Ngài chính là đấng tối cao, người cô ấy thích, chẳng qua chỉ là cái vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi. Cho dù vỏ ngoài là cái gì, là quốc vương hay ăn xin, cô ấy cũng không quan tâm. Có điều cô ấy càng như vậy, tôi càng tò mò, sau bữa tiệc đón Long chủ ngày mai, cô ấy biết tất cả rồi, sẽ có biểu cảm như thế nào? Không hổ danh là tiệc chào đón Long chủ. Thật sự rất sang trọng chưa từng thấy. Một nơi sang trọng như này, e là cả đời này khó lắm mới được nhìn thấy lần nữa, mẹ nhỏ tiếng thôi. Trang thiếu cậu cũng đến à, tiệc chào đón Long chủ là việc quan trọng nhất của thành phố Thiên Hải. Nghe nói vô thượng Chí Tôn đại nhân cũng tới rồi, sao tôi có thể không đến chứ? Chí Tôn đại nhân, mẹ, chính miệng Chí Tôn đại nhân nói, nhất định anh ấy sẽ đến. Đó chính là Thẩm gia bị hủy tư cách quyền thừa kế. Lần này họ cũng xứng đáng để đến bữa tiệc đón Long chủ sao? Nghe nói Trang gia đã tặng cho Thẩm gia một chiếc ấn ngọc rồng, e là nhờ có ấn ngọc rồng nên mới vào đây. Ấn ngọc rồng mang ra ngoài cũng được xem là đồ quý. Trong bữa tiệc chào đón Long chủ, cũng chỉ xứng để trên bàn vài triệu kia thôi. Mẹ mau nhìn đi, đó chẳng phải là tên phế vật Tiêu Vũ sao? Tiêu Vũ cũng đến rồi, chúng ta qua đó đón đi. Chào hỏi cái gì chào hỏi thì với cái thằng đó, đây là bữa tiệc chào đón Long chủ, không có giấy mời có ấn ngọc rồng, tên khốn đó sao có thể vào được. 80% là dùng thủ đoạn nào đó, người giống như hắn ta, đám trục cống ở dưới đáy xã hội villa, có chuyện gì mà không làm ra, Tiêu Vũ tại sao anh vẫn cố chấp như vậy? Đồ con rể vô dụng, cậu to gan, ai cho cậu vào đây? Bà làm gì vậy, tôi làm gì cậu còn có ý hỏi tôi? Hôm nay đến bữa tiệc này, đều là ông chủ lớn có gia sản triệu đô. Tên nghèo như cậu có tư cách gì mà vào đây, đừng làm mất mặt Thẩm gia chúng tôi. Bà cứ mở miệng ra là Thẩm gia, bà đừng quên tôi và cô ấy đã ly hôn rồi. Tiêu Vũ, chúng tôi cũng vì tốt cho anh, hôm nay Chí Tôn đại nhân sẽ đến. Nếu như anh không có giấy mời, vị Chí Tôn đại nhân biết được, nếu như ngài ấy nổi giận anh có gánh nổi không? Ai nói tôi không có giấy mời, một người đàn ông như anh lấy đâu ra giấy mời, tôi biết rồi, không lẽ lại giống như lần trước làm giả sao? Vậy mấy người làm sao mà vào được? Chẳng phải vì nhờ có Trang thiếu sao? Cũng may Trang thiếu có ấn ngọc rồng, con của cậu làm giả đã bị vứt vào thùng rác rồi, giả mãi mãi không thật được. Đúng là một đám có mắt như mù, không hiểu biết đem ấn ngọc thất phẩm vứt vào trong thùng rác, ngược lại đi lấy một ấn ngọc rồng nhất phẩm, ngu xuẩn hết sức. Im miệng đi, tôi thấy anh mới là người ngu xuẩn. Hy Nguyệt đã cho anh một cơ hội, anh lại hết lần này đến lần khác nói dối thành quen, giở trò dối trá. Đông Phương Thành thường đến. Chí Tôn đại nhân sao vẫn chưa đến? Tiêu Vũ, anh cũng đến à? Tôi còn định đưa thiếp mời cho anh, không cần tôi cũng có. Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Cũng nhờ có anh thúc giục gia tộc em, Đông Phương Thành thương đã hủy bỏ hôn ước Tiêu Vũ. Tên phế vật như mày cũng đến à? Tôi còn nghĩ cậu bị dọa cho sợ chết khiếp rồi không dám đến. Lần trước chặt một cánh tay của cậu, xem ra cậu vẫn chưa nhớ. Tiêu Vũ, chẳng phải cậu nói sẽ hủy hoại gia tộc Đông Phương trong bữa tiệc chào đón Long chủ sao? Hôm nay tôi phải mở to mắt ra xem cậu làm như thế nào. Cứ chờ đi à? Đúng rồi, tên khốn này chắc là không biết chỗ ngồi chào đón bữa tiệc Long chủ là sắp xếp theo giấy mời. Tên phế vật như cậu không có giấy mời, nơi này đến tư cách đứng cậu cũng không có, còn ở đấy mà chém gió. Trên thế giới này muốn nói thực lực hay bối cảnh, có thể cậu có đây, cứ cho là cậu có thể gọi được 80.000 đại sư võ sĩ,
thì chỗ này không phải đất của cậu. Ai ia hay là như vậy? Tiêu Vũ cậu quỳ xuống sủa hai tiếng giống như chó, sau đó vẫy vẫy đuôi, xem như tôi nể mặt Hy Nguyệt. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí góc tường nào đó. Đúng đó, sủa hai tiếng chó đi. Đừng làm loạn nữa Tiêu Vũ, giờ là lúc nào rồi anh xem đi, mọi người đều đang cười đùa anh. Vậy nên cô vẫn khinh tôi đúng không? Tỉnh lại đi Chí Tôn đại nhân sắp đến rồi, anh còn muốn làm loạn đến khi nào? Cô cứ mở miệng ra là Chí Tôn đại nhân, vậy nên cô vội như vậy để trèo cao Chí Tôn sao? Chí Tôn cũng là người, dựa vào cái gì trong mắt cô? Tiêu Vũ, tôi không bằng Chí Tôn đại nhân. Đủ rồi Tiêu Vũ, Chí Tôn đại nhân như thánh nhân hạ phàm, ai ai cũng tôn trọng. Anh vì một chuyện không thành, một người trên trời một người dưới đất, anh có thể sánh được sao? Vậy nên, cô thà đi làm con chó cho Chí Tôn đại nhân, cũng không muốn làm người vợ, được Tiêu Vũ tôi sủng ái cưng chiều đúng không? Đúng vậy Thẩm Hy Nguyệt, tôi thà làm con chó nhà giàu, còn hơn làm phượng hoàng của kẻ đê tiện. Được. Thẩm Hy Nguyệt, cô khiến tôi quá thất vọng. Các vị đại hội sắp bắt đầu rồi. Mời mọi người ngồi, theo đúng vị trí trên giấy mời, ấn ngọc nhất phẩm ngồi bàn 100 vạn, ấn ngọc hai phẩm ngồi bàn 1000 vạn, ấn ngọc ba phẩm ngồi bàn 1000000, ấn ngọc tứ phẩm ngồi bàn 10 triệu, ấn ngọc năm phẩm ngồi bàn 100 triệu, ấn ngọc sáu phẩm ngồi bàn 1 tỷ, ấn ngọc bảy phẩm ngồi bàn 10 tỷ. Các vị mời ngồi. Các vị mời ngồi. Ây ra vừa rồi chẳng phải lợi hại lắm sao? SAO không ngồi đi Đông Phương thiếu gia, ngồi bàn 10 tỷ đấy, bàn 10 tỷ không đủ tư cách để mời tôi ngồi. Một tên dưới đáy xã hội trà trộn vào, đừng để ý đến chút lòng tự tôn đáng thương này. Mày đấy hả, quỳ xuống liếm chân nhóm người thượng đẳng của bọn tao. Nói không chừng sẽ cho mày vài miếng xương. Ha ha, được rồi, chúng ta không cần phải lằng nhằng với tên phế vật, chỉ biết bốc phét này. Như vậy là hạ thấp bản thân, nào chúng ta nhanh vào chỗ ngồi thôi. Tiểu Vũ, bố nuôi bố yên tâm, bố qua đó trước đi. Mặc dù chỉ là bàn triệu, nhưng cũng mạnh hơn tên nhà nghèo kia. Hy Nguyệt, sao con không qua đây? Mặc kệ tên phế vật đó làm gì, qua ngồi bàn đó với em đi, đừng nói thêm gì cả, em thấy mất mặt lắm. Tiêu Vũ, anh muốn làm gì? Tôi thấy cái tên khốn đó, chưa bao giờ nhìn thấy thương hội to thế này, chắc bị dọa chết khiếp rồi, chị đừng lo cho anh ta. Loại người này, chẳng phải hạ thấp đẳng cấp của chúng ta sao? Vợ một mình Tiêu Vũ đứng đó thật đáng thương, hay bảo thằng bé qua đây ngồi chung đi. Tên nghèo không danh không phận, còn không xứng ngồi vào bàn ăn, nếu như ông còn nói thêm một câu thì cút sang bên kia. Hay là mày thử suy nghĩ lại xem, sủa hai tiếng làm cho thiếu gia đây vui vẻ, nói không chừng bọn tao sẽ suy nghĩ cho ngồi chung, mấy vị ngồi đây còn không có tư cách ngồi chung bàn với tôi. Tiêu Vũ, anh điên rồi, anh muốn làm gì? Tôi muốn hỏi, ấn vào 9 phẩm nên ngồi bàn nào? Tôi muốn hỏi, ấn ngọc 9 phẩm nên ngồi bàn nào? Ha 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 ha, cười đau cả bụng. Mày giả vờ thì thôi đi, còn phô trương như vậy, ai tin mày thì kẻ đó là kẻ ngốc. Còn ấn ngọc 9 phẩm à, nếu như mày có profile khủng thì đã sớm nổi tiếng rồi, còn phải bám vào Thẩm gia nấu ăn rửa bát. Ha ha ha, ai ia kìm nén lâu như vậy. Tôi cứ nghĩ muốn nói cái gì, kết quả lại chém gió. Trước đây Y Nguyệt của chúng ta sao lại thấy tên thần kinh như anh? Tiêu Vũ, anh có biết đây là nơi nào không? Tôi có thể giúp anh giải vây, nhưng anh hết lần này đến lần khác nói linh tinh, anh muốn làm gì? Xếp thảm tôi không cần cô giúp. Để tôi nói cho các vị biết, quả thực có ấn ngọc rồng 7 phẩm, thêm giấy mời của khách quý nữa. Tôi nói, Tiểu Vũ không lừa mọi người, ấn ngọc rồng đó chính là hàng thật đấy, có điều ấn ngọc 8 phẩm. Chỉ có vua và công chúa mới có quyền nắm trong tay, mà ấn ngọc 9 phẩm này, chỉ có vô thượng chí tôn trong truyền thuyết mới có thôi. Vô thượng chí tôn? Không sai, tôi chính là vô thượng chí tôn. Không sai, tôi chính là vô thượng chí tôn. Tiêu Vũ, bất luận là khi nào, anh có ăn to nói lớn cũng không làm sao, nhưng câu nói anh là vô thượng chí tôn sao? Anh có thể nói không biết ngượng mồm, cô cũng không tin tôi. Đừng nói nữa, vô thượng chí tôn sắp đến rồi, anh mau xuống với tôi đi. Nếu như bị vô thượng chí tôn biết anh mạo phạm anh ấy,
hậu quả sẽ khó lường đấy. Thẩm Hy Nguyệt, mọi người đang nhìn đấy. Tiêu Vũ, anh ta không thoát được đâu. Tiêu Vũ, Chí Tôn đại nhân bây giờ vẫn chưa đến. Tao khuyên mày mau quỳ xuống nhận phạt đi. Đúng đấy, còn không mau quỳ xuống. Nếu như bị đại nhân Chí Tôn phạt, chẳng phải sẽ liên lụy đến Thẩm gia chúng ta sao? Còn đứng đó làm gì, mau quỳ xuống đi. Tiêu Vũ, hay là anh quỳ xuống đi. Đến cô cũng bắt tôi quỳ xuống, mấy người quá đáng rồi đấy. Cứ cho là Tiêu Vũ anh ấy làm gì sai, thì cũng là do anh ấy nhất thời hồ đồ. Chí Tôn đại nhân còn chưa nói gì, mấy người dựa vào đâu mà bắt anh ấy quỳ xuống. Lục Thanh Hoàn, chuyện này không phải chuyện cô có thể nhúng tay vào. Hôm nay cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Lục Thanh Hoàn em cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng anh. Lục Thanh Hoàn hắn ta muốn chết, lẽ nào cô cũng muốn đi cùng hắn ta? Tôi tình nguyện. Cái gì? Tôi nói tôi tình nguyện. Chỉ cần anh ấy không chê, dù có chết tôi cũng sẽ đi cùng anh ấy. Hai người điên thật rồi, cô xuống đi, chuyện của tôi tự chịu trách nhiệm. Tiêu Vũ, Lục Thanh Hoàn, cô cút xuống đây cho tôi không muốn. Các vị, tiệc đón Long Chủ là bữa tiệc của Chí Tôn đại nhân. Các vị đều hiểu lợi hại trong gió, nhưng tên khốn này lại làm loạn bữa tiệc. Nếu như Chí Tôn đại nhân trách phạt, mọi người đều khó thoát tội. Các vị nói xem hắn ta có nên quỳ không? Quỳ. Muốn tôi quỳ mấy người không có tư cách. Tiêu Vũ, bây giờ mày khó giữ được mạng rồi, còn dám ở đây chém gió. Hoặc là quỳ hoặc là chết. Mấy người không nghe thấy sao, muốn anh ấy quỳ, mấy người không có tư cách. Đại hạ công chúa, cô ta sao lại đến rồi? Trang thiếu gia, Chí Tôn đại nhân sao vẫn còn chưa tới vậy? Sao tôi biết được chứ? Các vị có lẽ cũng biết, tiệc nghênh long lần này do Hoàng thất Đại Hạ ta tổ chức, mà chủ nhân của bữa tiệc này, ắt hẳn mọi người đều biết, không sai chính là thống trị thế giới. Chấn động thiên hạ Chí Tôn đại nhân, xin hỏi công chúa đại nhân, tên tiểu tử này nhiều lần mạo phạm Chí Tôn đại nhân, xin hỏi ở pháp luật của Đại Hạ xử lý loại người này như thế nào? Tội xúc phạm bề trên, theo luật nên chém. Tốt, nếu như công chúa đại nhân đã nói như vậy rồi, vậy làm phiền công chúa đại nhân theo pháp luật mà làm, xử phạt theo mức cao nhất. Xử phạt theo mức cao nhất, xử phạt theo mức cao nhất. Nếu như tuân theo pháp luật của Đại Hạ, các người còn mạng sao? Long Điện Điện Sử Phượng Ngê tham kiến Chí Tôn đại nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phượng Ngê sao lại quỳ trước anh ta chứ? Đó là Chí Tôn lệnh, dùng Chí Tôn lệnh chính là vô thượng Chí Tôn, lẽ nào anh ta chính là... Không sai, anh ấy chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Vô thượng Chí Tôn trong truyền thuyết, làm sao có thể, anh ta không phải chỉ là con rể của Thẩm gia sao? Anh ta sao có thể là vô thượng Chí Tôn chứ? Tiêu Vũ, anh thật sự là vô thượng Chí Tôn sao? Hy Nguyệt không phải từng gặp Chí Tôn đại nhân sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Tiêu Vũ, đây là thật sao? Hôm qua tại khách sạn Thiên Hải, cô nói bằng lòng vì tôi làm bất kỳ điều gì, lẽ nào cô quên rồi sao? Đây sao có thể chứ? Tiêu Vũ anh vì sao lại gạt em chứ? Tôi lo lắng thân phận của tôi sẽ mang đến áp lực cho cô. 3 năm kết hôn, tôi che giấu thân phận âm thầm giúp đỡ cô, nhưng mà cô lại vì quyền thừa kế 100 tỷ lại đối xử với một người yêu cô, chiều chuộng cô, ném đi như cái rẻ rách. Anh thế mà lại khiến hình ảnh người tôi ngưỡng mộ đã lâu tan thành mây khói rồi. Thẩm Hy Nguyệt, đừng có tự tìm đau khổ. Cô ngưỡng mộ không phải là vô thượng Chí Tôn, cô ngưỡng mộ chẳng qua chỉ là quyền lực hư vô thôi. Cô không yêu bất cứ ai cả, cô chỉ yêu bản thân mình. Không thể nào không phải như vậy đâu. Tiêu Vũ, không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Tôi đã nói qua sẽ tại tiệc nghênh long, chọn lại quyền thừa kế 100 tỷ. Hiện tại tôi tuyên bố quyền thừa kế 100 tỷ, do cha nuôi của tôi tiếp nhận. Cha nuôi? Không, tôi không ngờ được ngài lại là cha nuôi. Cho dù con có là ai cũng vẫn là con nuôi của người. Từ bây giờ trở đi không có ai được phép bắt nạt người. Lục Thanh Hoàn, cảm ơn cô. Vừa nãy đồng ý chống lại tất cả đứng về phía tôi. Từ hôm nay trở đi Long Điện tôi sẽ nâng đỡ Lộ Gia cô thành thế gia bậc nhất Đại Hạ. Được. Việc vặt đã xong.
hiện tại nên tính đến mối thù diệt môn của Tiêu gia rồi. Phương Thanh Thương qua đây chết cho ta. Tao thật là ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra mày chính là vô thượng chí tôn, nhưng mà không sao, cho dù mày có là ai, mày hôm nay cũng chết tại đây cho tao. Hỗn xược. Tiêu Vũ ca ca, bây giờ không phải lúc tính toán với tên phế vật này, em đến là muốn nói cho anh Tiêu gia năm đó bị diệt. Năm tên đó chúng vẫn còn sống, họ đang trên đường tới đây, anh mau chạy đi, tôi vì sao phải chạy chứ, không kịp giải thích nữa rồi. Em là mạo hiểm tính mạng đến nói cho anh đấy, anh mau đi đi, bây giờ muốn chạy muộn rồi. Ông nội người cuối cùng cũng đến rồi, mau giúp con giết chết hắn, ông nội. Không ngờ đến đấy tên dư nghiệt năm ấy của Tiêu gia, thế mà lại thành chí tôn, lúc đó đã nói với ngươi rồi. Nhất định phải ra tay ác độc, nếu không hậu họa khó lường, chúng ta ra tay còn chưa đủ ác sao, cha mẹ cậu ta ở trong sự giày vò và đau khổ mà chết đi. Các người đến đúng lúc lắm. Đỡ tốn công ta đi tìm các người, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, lập tức tự tìm đường chết, ta còn có thể để các người toàn thây. Thật là khẩu khí thật lớn nha, vị này chính là vô thượng chí tôn phải không? Ta còn tưởng là chí tôn trong truyền thuyết có bao nhiêu lợi hại, hôm nay xem ra cũng chỉ là một tên nhóc to mồm vô dụng thôi, hỗn xược. Thần kính cao thủ. Con nhóc xem như ngươi hiểu biết không sai, năm người chúng ta chính là thần kính cao thủ tu luyện tại đỉnh của thế giới. Tiêu Vũ, sao ngươi có thể đấu với bọn ta chứ? Thần kính cao thủ, họ chính là một người địch lại ngàn người. Tông sư võ công vô địch, càng huống hồ là 5 người vậy thì xong rồi, cho dù Tiêu Vũ có là vô thượng tôn chủ thì cũng xong đời rồi. Con nghiệt tử này, dáng vóc và khuôn mặt có thể xem như cực phẩm, nhưng mà rất tiếc phải giết ngươi tại đây thôi. Buông cô ấy ra, ngươi vẫn là lo lắng cho bản thân đi, hôm nay chính là ngày chết của tôn chủ, ta lấy thân phận công chúa đại hạ mệnh lệnh, ngươi không được động vào anh ấy, đại hạ quốc chủ. Chúng ta chỉ cần búng tay là có thể tiêu diệt, đừng nói là một công chúa, ngươi mạo hiểm cả tính mạng đến đưa tin cho cậu ta. Xem ra ngươi thật lòng yêu hắn đấy, vậy thì chết cùng nhau đi. Còn có tôi, nếu như hôm nay ông giết anh ấy thì cứ bước qua xác ta, dù đây là cô gái nhà Lộ già. Nếu như ta không nhớ nhầm, cô và cháu trai ta có hôn ước mới đúng. Hôn ước của ta và Phương Thiếu đã hủy rồi, ông nội hôn ước là do con hủy, không liên quan đến cô ấy. Cô ấy chỉ là một người vô can, chỉ một con đàn bà mà thôi, thế mà lại vì cô ta mà vô lễ với ta, thật là thứ đồ vô dụng. Nếu các người đã cố chấp muốn chết, vậy ta thành toàn cho các người, tôi đồng ý chết cùng anh ấy. Hy Nguyệt, con hồ đồ à, năm người đó chính là thần kính cao thủ. Con muốn chết à, Tiêu Vũ, xem như tôi trả nợ lại anh từ nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi. Tiêu Vũ, ngươi cũng thật có phúc khí đấy. Thế mà lại có ba vị tuyệt thế mỹ nữ vì ngươi nguyện ý cùng chết, cũng xem như chết không hối tiếc rồi. Tiêu Vũ, ta không phải người trốn sau lưng phụ nữ. Ta cho các người một cơ hội cuối, tự tìm cái chết, ta cho các ngươi toàn thây. Sợ là ngươi còn chưa rõ tình hình hiện tại đâu, chúng ta chính là có đầy đủ 5 vị thần kính cao thủ. Sao có thể sợ ngươi chứ, 5 tên thần kính nhỏ bé. Các người cho rằng các ngươi có ta không có ư? Ta nhân danh vô thượng chí tôn Tiêu Vũ, hiệu lệnh thiên hạ thần tích hồi vị, Triệu Quốc quốc chủ dẫn theo 960 vị. Thần kính cao thủ bái kiến chí tôn. Tề Quốc quốc chủ dẫn theo 160 vị thần kính cao thủ bái kiến chí tôn. Yến Quốc quốc chủ dẫn theo 520 vị thần kính cao thủ bái kiến chí tôn. Triệu Quốc quốc chủ dẫn theo 380 vị thần kính cao thủ bái kiến chí tôn. Đây thần kính cao thủ toàn thế giới, lại toàn bộ tụ hội tại đây. Đông Phương lão nhi, ta có thần binh 100 vạn, ngươi có dám tiếp? Chí tôn đại nhân, tôi là ếch ngồi đáy giếng, không biết uy danh của chí tôn, cầu chí tôn tha cho tôi một mạng, phải chí tôn đại nhân tha cho chúng tôi đi, ông vừa nãy không phải muốn chúng ta chết sao? Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tất cả đều xong rồi. Tất cả nghe lệnh. Đem bọn tạp nham này vứt ra ngoài, 5 mã phanh thây móc mắt dóc xương. Rõ.
Tiêu Vũ, bọn ta cho dù có chết cũng phải kéo ngươi theo. Tiêu Vũ, đây không thể nào, chúng ta chính là thần kính cao thủ, 5 người liên thủ còn không thể động đến một chút da của hắn. Hứ thần kính bính phi trí cao, thần kính chỉ thượng diệt càn khôn, các ngươi cũng không nghĩ thử xem, ta không là thần kính chỉ thượng, sao có thể trấn áp hàng trăm vạn thần binh. Tiêu Vũ, chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu không? Có một vài thứ mất đi rồi thì sẽ không thể tìm lại được nữa. Vài năm sau, nhìn tên công nhân kia xem. Ây, đại thúc ăn một mình à? Cùng nhau ăn đi. Không cần đâu. Đại thúc à, cái cách ăn mặc này của anh cũng quá quê mùa rồi đấy. Mày làm ở công xưởng nào vậy? Thực ra tôi là Vô Thượng Chí Tôn. Vô Thượng Chí Tôn, anh đùa gì vậy chứ? Cẩn thận Chí Tôn đại nhân nghe thấy muốn mạng của anh đấy. Ấy đại thúc, anh nói anh từng này tuổi rồi không phải, đến bạn gái còn không có chứ hả? Vậy cũng phải hỏi sao, tiểu công nhân nghèo như đại thúc đây, ai sẽ gả cho anh ấy chứ? Mấy chiếc này đều là xe đắt tiền đấy, Toàn Hải thì hình như chỉ có một chiếc. Tôi muốn gả.